Thì mình xin giới thiệu về mình một chút. Mình tên đầy đủ là Hồ Ngọc Cương, thường gọi thì là Cương Bích. Còn về công ty thì nó là Big Digi. Bên mình thì chuyên xây dựng các cái chatbot cho khách hàng, kể cả là viết code hay là làm kịch bản hay là triển khai. Thì mình nó có một cái vấn đề là như thế này, nhiều khi mà mình làm xong rồi á, thì khi mà khách hàng họ đi vào hoạt động á, họ không biết sử dụng á. Thì mình thấy nó rất là khổ luôn, nên là mình cũng là admin của cộng đồng chatbot marketing, nên là mình muốn là làm cái chương trình này để mình chia sẻ cho mọi người biết cách sử dụng chatbot. Thì cái chương trình dự kiến của chúng ta thì mình dự kiến là 3 buổi, nhưng mà bữa trước cái chương trình của mình gửi cho mọi người 2 buổi thôi. Nếu mà mọi người mà học hành tích cực, làm bài tập đầy đủ á, thì mình sẽ dạy thêm một buổi nữa là buổi thứ ba. Đây, mọi người có muốn học buổi thứ ba không? Đây là buổi một này, buổi hai này, buổi ba này. Thì cái buổi ba này là tùy, tức là nếu như mà mọi người học hành chăm chỉ, làm bài tập tốt thì mình chỉ dạy buổi ba, còn không thì thôi, mình như mình đã hứa thì mình sẽ dạy cho mọi người 2 cái buổi này. Nói dạy thì hơi ấy, nhưng mà mình sẽ chia sẻ để mọi người có thể sử dụng cái chatbot một cách tốt nhất và tiết kiệm được tiền bạc nhất. Ok không mọi người? Mọi người có muốn học cái buổi số 3 không? Có. Để coi nhá, mọi người có làm bài tập đầy đủ không? Bởi vì mình sợ là mình online ấy, nhiều khi mọi người lười làm á. Bởi vì cái này thì mình tổ chức không có thu phí gì rồi, mọi người còn lười làm nữa là mình cũng không, chỉ đến 2 buổi thôi. Còn nếu mọi người chăm chỉ, ok, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người, bởi vì mình cũng muốn là làm cho nó đầy đủ. Các cái chương trình mình đưa ra thì mình ít khi mà làm hời hợt lắm. Nếu mà mọi người đã xem qua những cái video của mình thì mình làm đầy đủ, không có chuyện mà làm rồi để cho mọi người không làm được. Còn những ai mà họ, những cái công ty lớn á, thì họ sẽ sử dụng cái dịch vụ bên mình thôi, còn các cái khách hàng nhỏ nhỏ thì họ không có làm, nên mọi người yên tâm. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào cái buổi hôm nay. Thời gian thì nó không có nhiều. Thì ở đây á, thì ở đây những ai có chatbot rồi thì mọi người comment một, chat một, và nếu mà chưa dùng chatbot thì comment là số 0 xem nào, chat số 0 xem nào. Nếu mà rồi, không không. Không. Rất là nhiều người không đúng không? Ok, thì mình mong muốn là qua cái chương trình học của chúng ta thì ai cũng có thể tự làm cái chatbot cho mình. Rồi, thì chúng ta sẽ nói từ ban đầu luôn nhé, để những người mà chưa từng biết chatbot là cái gì á, thì mọi người sẽ biết nó rõ hơn. Chưa từng bốt là gì, biết rõ hơn rồi. Đây, mình sẽ có một số cái ví dụ cho mọi người nhìn nhá. Mọi người nhìn thấy màn hình không? Rồi, ví dụ bây giờ mình ở đây là một cái con chatbot dành cho nhà hàng này. Dụ đây là chatbot cho nhà hàng này. Đấy, thì khi khách hàng bắt đầu chat với Trang á, thì nó sẽ lên như vậy. Sau đó họ muốn đặt thực đơn đặt hàng thì họ sẽ ấn tiếp theo. Đấy, họ muốn ăn đặc sản thì họ nhấn vào đấy. Đấy. Xem bánh xèo này. Đấy. Còn trường hợp mà họ thích đặt chỗ thì họ nhấn vào đấy. Đấy, đặt chỗ để làm cái gì? À, tôi muốn sinh nhật. Cái này là đang giả lập trả lời chậm chứ không phải là mạng nói chậm đâu mọi người nha. Đó, ví dụ đó là một con bot dành cho nhà hàng, hay là ví dụ như đây là một con bot dành cho spa chẳng hạn. Tao về hàng của tao toàn đi tay nhất mà có cậu đâu Rồi. nhiều ấy mấy thằng kia đi kiểu nó dùng cậu nó cậu nó mày nó bảo đi cậu nước ngoài tao đi tay làm của tao
gọi nó cứ mang này thôi, cứ là mình mọi người ai chưa tắt mic thì tắt mic và hiền và hiền và vậy có như ba kiểu như nó hàng nó sẵn rồi, kiểu như hàng cô hàng của cô ấy, nhưng mà nhiều mà cái phần mềm nó lỗi sao không tắt được. Rồi ví dụ ở đây mọi người sẽ thấy đây là một cái cho nhà hàng nhá, à cho spa nhá. Đấy. Thì khách hàng có thể là xem các dịch vụ của spa này nhỉ. Đấy, xem các dịch vụ. Đó. Rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên, đó là chatbot là cái gì đã nhé. Chatbot thì nó có nhiều loại, nó có loại phức tạp, có loại đơn giản, nhưng mà chúng ta sẽ nói về loại đơn giản nhé. Tức là nó là một cái công cụ để tích hợp vào trong cái Messenger ở trên fanpage của chúng ta để nó làm cái việc mà mình vừa giới thiệu cho mọi người á. Đó. Còn nó làm được cái gì thì chúng ta sẽ nói tiếp về phía sau, nhưng mà đơn giản nó là một cái công cụ tích hợp. Thì ở đây thì mọi người sẽ hỏi là vậy thì dùng chatbot thì Facebook nó có phạt không, hay là Facebook nó có hỗ trợ không? Thì cái này thì mình trả lời là chatbot được Facebook hỗ trợ. Còn là chatbot có được spam khách hàng không? Thì tất nhiên là không được spam khách hàng rồi. Chúng ta phải làm đàng hoàng. Và tất nhiên là chatbot thì nó nằm ở trên Facebook, nên nó phải hoạt động theo những cái chính sách của Facebook. Thì chúng ta sẽ phải tuân theo những cái chính sách đó. Thì cái đó thì mình sẽ nói sau. Đó là về chatbot là gì. Thì ở đây mọi người có cái câu hỏi về những người mới, mọi người có muốn hỏi gì về cái chatbot không? Mọi người chat ở bên cạnh nhé. Những người mới á, chúng ta có cái câu hỏi gì thì các bạn có thể hỏi. Chatbot đơn giản là một cái công cụ được tích hợp vào trong Messenger thôi. Nó không có gì gọi là ghê gớm, và nó sẽ nói rồi ok, cái nền tảng thì tí chúng ta sẽ bàn, bởi vì là thực chất là ở trên bây giờ rất là nhiều nền tảng luôn, và cái buổi học hôm nay thì mọi người có thể dùng cho bất cứ nền tảng nào. Còn cái nền tảng thì mình sẽ xin phép nói vào cái buổi sau, thì khi đấy thì mình sẽ thấy là mình phù hợp với cái nền tảng nào thì mình sẽ sử dụng. Mình sẽ gửi cho mọi người một list tất cả các nền tảng chatbot, mọi người thấy nó, mình cũng sẽ phân tích là cái nào hợp với mọi người, hay là cái nào nó hợp với đối tượng nào. Tùy với đối tượng thì sẽ sử dụng con bot khác nhau. À, chat về khách hàng inbox có, chúng ta sẽ có cách. Tức là chúng ta sẽ có cách khai thác. Thì chúng ta sẽ có cái phần mềm, thì cái đó mình sẽ có cái video hướng dẫn riêng, hoặc là ở cái buổi số 3 thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người khai thác lại khách hàng cũ khi mà chưa cài chatbot á. Đúng rồi, câu hỏi rất là hay, đó là cái chatbot này thì bây giờ nó chỉ làm việc với những cái khách hàng mà đã mà mình cài thôi. Còn những cái thằng trước kia á, thì mình sẽ có những cái công cụ riêng để mình khai thác cái khách hàng cũ đó. Thì ở cái buổi số 3 thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người những cái công cụ để khai thác khách hàng cũ. Còn không thì mình có nhiều cách, mình có thể dùng phần mềm hoặc là dùng Facebook Ads. Tùy, nếu mà mình ít hay nhiều nữa, ví dụ vài chục ngàn thì lại khác. Cái này thì chưa mua bản quyền thì người này đang dùng bản thân đi dưới phần trả lời không. Cái này bây giờ ví dụ một số nền tảng á, thì nó cho phép, và có một số nền tảng có quảng cáo hay là không. Nhưng mà ví dụ như Chatfield chẳng hạn, không đủ người thì nó không quảng cáo, không ghi câu ấy nữa. À, chatbot có phải là tự động inbox khi khách hàng comment? Cũng một phần nó có cái chức năng đó, nhưng mà thực sự nếu mà dùng chức năng đó không thì cũng không cần chatbot, nhưng mà chatbot thì làm được việc đó. Thì chúng ta sẽ qua cái phần thứ hai, đó là tại sao mà nên dùng chatbot nhá. Rồi. Tại sao mà mình nên dùng chatbot? Bởi vì mọi người để ý dạo này cái quảng cáo Facebook á thì nó rất là đắt. Đắt mà sao? Chúng ta lại tỷ lệ chốt lại thấp nữa, nên là chatbot thì nó sẽ hỗ trợ mọi người nhắn lại cho hàng ngàn khách hàng miễn phí. Tất nhiên là sau, trước khi mà mình cài
chatbot thì mình phải khai thác lại nhé. Thì mình được nhắn lại cho khách hàng miễn phí. Còn tất nhiên là nội dung nhắn như thế nào thì chúng ta phải làm thế nào cho nó hợp lý, chứ không phải là suốt ngày mọi người cứ đi spam khách hàng linh tinh đâu. Vậy thì nó sẽ khóa trang, nó có nguy cơ đó mọi người. Nên là chúng ta phải dùng cho hợp lý. Tiếp theo nữa là chatbot thì nó sẽ tiết kiệm được cái nhân sự trực fanpage mọi người này. Đó là nó sẽ tự động trả lời các câu hỏi lặp đi lặp lại. Tức là có những câu hỏi á, nó lặp đi lặp lại á, thì chatbot nó sẽ trả lời được. Mình sẽ cài đặt theo từ khóa để nó trả lời. Tiếp theo là nó sẽ giới thiệu sản phẩm tự động. Ví dụ này giờ mình dùng á, mọi người để ý này, thì nó đang giới thiệu sản phẩm á, tự động á. Đúng không? Đó là ở đây thì có những khách hàng sẽ vào sẽ tư vấn ngay. Đấy, có những khách hàng thì họ dễ dàng hơn. Ví dụ khách hàng trẻ, đặc biệt là khách hàng trẻ, thì nó sẽ xem được, nó tự động nó xem sản phẩm. Chúng ta tiết kiệm. Tiếp theo là cái bot này thì nó sẽ hoạt động 24/7. Ví dụ con bot của, mọi người con bot của bên nhà mình đây là nó hoạt động 24/7 luôn. Hoạt động lúc nào cũng hoạt động hết ạ. Bởi vì nó là máy nên là nó cứ trả lời khách hàng và nó 24/7 được. Đây. Dù cái nhiều quá. Ví dụ hôm bữa mình có gửi một tin cho mọi người mời để tham gia cái lớp này này. Thì đến bây giờ vẫn có người mở, vẫn có người đọc. Đấy, ví dụ ở đây là nó đang chăm sóc cái bạn này này. Đấy, bạn này đang xem này. Đấy, hay bạn này đang xem những cái này này. Tức là mọi người hiểu là nó hoạt động 24/7. Mình thì mình không ngồi ở đây rồi, tất nhiên vẫn có người nhá. Tùy cái ngành hàng mà chúng ta sẽ tự động hay là không tự động nhá. Đấy. Nhưng mà nó hoạt động 24/7 được. Đó là cái điều chắc chắn. Nhưng mà làm thế nào để nó hoạt động tốt thì đây là hôm nay chúng ta mới ngồi với nhau ở cái buổi hôm nay. Tiếp theo nữa là nó sẽ chăm sóc khách hàng theo quy trình tự động được. Tự động là như thế nào? Ví dụ mọi người nhìn ở đây. Nên mình đang có một cái chat view đây chẳng hạn. Đây là cái hệ thống mình làm để chăm sóc cái học viên lớp online. Đây. Đây mọi người thấy này, tỷ lệ đây là tỷ lệ này. Tỷ lệ mở là 77%, tỷ lệ click là 17%. Thì khi mà học viên online họ mình sẽ gửi cho họ vào đây. Đấy. Đấy thì ngay lập tức thì họ vào nhóm hỗ trợ. Sau một ngày thì họ nhận được cái ebook. Sau 7 ngày thì họ nhận được cái cập nhật của khóa học. 7 ngày tiếp theo thì họ được gửi cái những câu hỏi thường gặp và mình chăm sóc họ luôn đến đây. Và tất nhiên là trong cái chăm sóc này thì có những cái mình bán, ví dụ như đây là cái dịch vụ shipping bên mình thì họ sẽ tham khảo và mình bán cái dịch vụ ở tiếp theo ở đây. Đấy, nhưng mà nếu mà mình không chăm sóc là tự nhiên đùng đùng mình gửi một phát cái bán ở đây thì họ sẽ, tất nhiên là cái tỷ lệ rất là kém. Đây. Đấy. Mấy cái này nó bị lỗi nên là chúng ta xem được đấy, tỷ lệ ở bên này. Đó là những cái thứ mà chatbot có thể làm được. Tiếp theo nữa là một cái ứng dụng của nó là phân loại khách hàng này, tiết kiệm chi phí marketing này, tự động chăm sóc khách hàng cũ này, tỷ lệ đọc rất là cao, đọc lên tới 80%. Thì tùy mọi người làm nội dung, tùy nội dung nhé, thì mới được là cao như thế này. À, và tỷ lệ nhấp cũng rất là cao luôn, mọi người thấy cái chỗ mình đưa tỷ lệ nhấp lên tận 17%. Mà cái đó mọi người hiểu là không có cái kênh nào hiện tại mà tỷ lệ nó cao như vậy cả. Kể cả mọi người làm email marketing ở đây biết là tỷ lệ đọc mà tầm khoảng 30% là cao lắm rồi.
nhấp mà được khoảng 10% hoặc là 5% là cực kỳ kinh khủng rồi. À, nên là đó là lý do mình khuyên mọi người nên dùng chatbot. Tất nhiên là về mặt về marketing hay chăm sóc khách hàng này nó còn nhiều ứng dụng nữa, nhưng mà đó là những cái lợi ích mà mình có thể bây giờ mình có thể chỉ ngay cho mọi người được. Đặc biệt là cái phân loại khách hàng này này. Ví dụ bây giờ mình muốn phân loại này, ở đây mình ví dụ nhá. Bây giờ mình muốn biết là mình có thể phân loại này. Ví dụ mình muốn biết là những người mà tham gia học cái lớp online mà được đưa vào phễu chăm sóc. Đấy. Đây. Đấy. Có người này bạn 285. Đấy, hay là bây giờ mình muốn là phân loại một cái khách hàng nào đó. Ví dụ như là quan tâm đến chatbot đi, cơ bản đi. Đây. Đấy, và đã xem video giới thiệu này, đã học miễn phí khóa chatbot này. À, nó phân loại được như thế nào? 484 này. À, tức là chúng ta có thể phân loại khách hàng trên này. Thì nếu mà mọi người ai mà sử dụng về chăm sóc khách hàng nhiều thì nó có cái phần mềm CRM á, quản lý quan hệ khách hàng á, thì thằng này nó cũng tương tự luôn. Nó hỗ trợ mọi người làm được những chuyện này. Thì cái nền tảng nào nó cũng hỗ trợ chuyện này hết nhá. Ở đây thì mình đang dùng cái thằng Chatfuel thôi. Chứ còn hay là bot bán hàng hay là hầu như là nền tảng nào cũng có hết á. Nói chung là bây giờ nền tảng thì nó cũng xem nhau. Quan trọng là cái thằng nào ổn định, thằng nào hỗ trợ kỹ thuật tốt, thằng nào chi phí nó tốt cho mình thôi. Còn chức năng thì nó không chênh nhau là nhau. Nếu mà ở Việt Nam với nhau, còn người ở nước ngoài nó vượt trội hơn hẳn rồi. Được chưa? Ok, mọi người có thống nhất là chúng ta nên dùng chatbot không? Nếu mà có thì chúng ta comment là chúng ta chat là một nhá. Hoặc có câu hỏi gì chúng ta có thể hỏi ngay ở đây là chatbot có thể dùng được việc gì nữa. Ngoài ra thì mọi người có thể dùng những viện viral hay là chơi game thì nhiều ứng dụng lắm. Ví dụ chẳng hạn một số cái ứng dụng mà nó lớn lớn hơn nữa đi. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình cho khách hàng đi chơi game đi, ví dụ chẳng hạn. Đây, ví dụ đây cho khách hàng chơi game đi. Ví dụ bây giờ khách hàng vào cửa hàng chẳng hạn. Thường thường á thì khách hàng vào cửa hàng á thì mọi người sẽ không lấy được cái thông tin, hoặc là chúng ta lấy thông tin nhưng mà không tiếp cận được. Thì chúng ta ví dụ chúng ta cho họ quét mã giảm giá để chơi chẳng hạn. Ai muốn thử chơi cái này không? Ok, để mình cho mọi người thử chơi cái này nhá. Rồi mình sẽ gõ vào chat cho mọi người nhá. Đấy. Còn nếu mà ai đang dùng cái, nếu mà chúng ta đang dùng máy tính á, thì chúng ta có thể quét code. Đó. Cái này mọi người vào cái ứng dụng Facebook á. À, sau đó mọi người gõ tìm kiếm cái thằng QR code á. Chỗ ô tìm kiếm mọi người gõ QR code. Đấy, nó có một cái ứng dụng QR code luôn. Sau đó chúng ta quét code. Hoặc là ở trên máy tính mọi người nhấn link cũng được cho nó nhanh. Vì là đây là nếu mà điểm bán á, thì chúng ta sẽ in cái QR code ra để cho khách hàng quét. Được không? Mọi người chơi được chưa? Có giống chạy S không? Target luôn à? Thực chất thì cái này giống chạy S không á, thì nó cái này nó không, cái chạy S là riêng nhá, tức là cái phần mà chúng ta thu hút khách hàng vào bot á là khác. Được chưa? Cái phần còn cái phần này là phần chăm sóc. Còn cái phần thu hút là chúng ta phải chạy ad riêng, chứ không phải là chatbot thì nó có sẵn khách hàng ở đó để mọi người khai thác đâu. Nó lúc đầu nó cũng là một cái kho trống.
thì chúng ta phải thu hút bằng cách như là chơi game viral chẳng hạn. Ở đây mọi người biết về game viral chưa? Để thu hút khách hàng. Đây ví dụ như là cái thằng này là game viral bot chẳng hạn. Cho mọi người chơi thử nha. Ở đây để mình biết để mọi người hiểu hơn về cái ứng dụng của chatbot thôi. Thì cái phần quà mình sẽ cài được và mình có thể làm các cái thẻ tích điểm chẳng hạn. À, ngoài ra thì mình là đang làm việc với một bên nữa, họ có cái công nghệ gọi là nhận diện khuôn mặt đó. Thì khi khách hàng mà quay trở lại tùy nhiều công nghệ lắm, bởi vì là có ví dụ mình đang làm với khách hàng chẳng hạn về cái công nghệ nhận diện khuôn mặt á, thì khi khách hàng quay trở lại cái cửa hàng á thì chatbot nó lập tức nó sẽ tự gửi tin nhắn. Đấy, đấy là bây giờ mình cho mọi người xem cái hệ thống tích điểm mà bên mình đang làm cho một cái đối tác. Cái này thì nó khó hơn nữa. Ở đây mình cho mọi người xem thôi để mọi người hình dung thôi. Đây. À, mình thay được. Cái game thì mình sẽ nói sau nhé, mình sẽ nói những cái gì mà mọi người làm được đó. Còn những cái gì mà nó phải cần công cụ thì mình sẽ nói sau. Đây, ví dụ chẳng hạn. Đây là cái hệ thống tích điểm bên mình đang làm cho Mibank đấy chẳng hạn. Đây. Đấy. Khi mà vào nó tích điểm này. Đấy. Mà tích đủ điểm nó sẽ chúc mừng, nó gửi mã giảm giá này. Đấy. Đây nó sẽ tích này. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm này. Đó. Nó làm thẻ tích điểm đây này luôn. Không, cái này là một cái game mình cho mọi người demo thôi, không không phải của khách hàng nên là không không chơi không có trúng được đâu. Đó là mình nói qua về cái ứng dụng chatbot. Thì cái cơ bản nhất của mọi người làm được á, đó là mà đơn giản nhất mà mọi người thể ứng dụng ngay á, đó là tiết kiệm nhân sự này, phân loại khách hàng này, tự động chăm sóc khách hàng cũ này, và tiết kiệm chi phí marketing. Đó, nhắn ta tin lại cho khách hàng cũ. Đó là những cái mà sau học mình có thể làm được luôn. Mình không nói những cái gì mà nó gọi là quá xa xôi hay là biết về code, biết về công cụ. Ui, đau đầu đó. Được không? Mọi người có muốn làm được tất cả những cái việc này thì hãy comment là Z nhé. Chúng ta hãy chat là Z, nhầm hay nói trên livestream đâm ra là. Và mong muốn là sau cái chương trình thì mọi người phải làm được. Tất nhiên là mọi người phải rất là cố gắng, bởi vì là cái điều kiện học online, mà hơn nữa thì chúng ta không thể đi vào từng cái sản phẩm được, nên chúng ta sẽ phải cố gắng để mà hoàn thành được. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần tiếp theo là muốn làm có dùng được thì chúng ta sẽ phải làm cái gì với con bot để nó hoạt động được, đúng không? Rồi. Đây là cái cấu trúc của một con bot nhá. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nền tảng bot này. Đó. Đầu tiên là cái thằng nền tảng. Thì chúng ta sẽ có những cái thằng nền tảng cơ bản ở đây. Để cho mọi người coi cái nền danh sách nền tảng bot nhá. Thì đây là những cái nền tảng bot thông dụng. Được chưa? Jetfuel này, Many này, Hana này, bot bán hàng này, Harafan này. Ngoài ra chúng ta có là AhaChat này, rồi là MetLao này, rồi AppChat này. Đó. Nói chung là rồi là bot quảng cáo này, rồi là bot cargo này, nhiều lắm. Thì ở đây thì mình tùy cái mức độ mà mình sử dụng. Ví dụ mình thì khách hàng của mình thì họ hay dùng cái thằng là
Jetfuel hoặc là ManyChat. Còn nếu mà ở Việt Nam thì mình sẽ gửi hết cho mọi người các cái nền tảng để mọi người có một cái góc nhìn nó rõ hơn về cái chi phí cũng như là cái sự hỗ trợ. Còn ở đây thì nếu mà mọi người sử dụng các cái nền tảng ở Việt Nam á, thì cứ nói mình, hỏi mình thì mình sẽ có những cái mã giảm giá, bởi vì có một số cái nền tảng thì họ cung cấp, bên mình làm nhiều á thì họ cho cái mã giảm giá cho khách hàng. Thì đây là nền tảng nhé, tức là nếu mà chúng ta làm bot á thì chúng ta phải trả tiền nền tảng. Còn ở đây mình không nói cái trường hợp mà mình tự làm một con bot thì cũng có, nếu như mọi người đủ cái chi phí thì bên mình vẫn viết một con bot cho mọi người. Nhưng mà ngoài cái chi phí mọi người viết một con bot xong á thì mọi người phải chạy cái tiền mà chạy server nữa cho nó hoạt động, nên là nó cũng không có rẻ đâu. Nên là cứ bảo là giờ muốn viết một con, ok, nếu mà mọi người biết thì mọi người cứ liên hệ bên mình sẵn sàng viết cho mọi người một con bot. Nhưng mà cái chi phí nó sẽ cao, chưa kể là chi phí duy trì. Thì nếu mọi người dùng thật là nhiều thì mọi người mới viết riêng, còn không thì chúng ta sẽ có những cái nền tảng này này để hỗ trợ mọi người để làm bot. Thì cái phần thực hành á, thì chúng ta sẽ làm ở trên Chatfield. Nó đang là cho miễn phí tầm khoảng 2.000 cái user. Còn sau này thì các cái nền tảng khác thì mình sẽ có cái video cho mọi người. Nếu mọi người thích thì mình sẽ cho cái video. Hoặc là mọi người có mỗi nền tảng thì họ cung cấp cái khóa học riêng rồi. Nhưng mà hầu như là các nền tảng thì sẽ không dạy mọi người ở cái buổi đầu tiên. Tức là họ không có chia sẻ mọi người về kịch bản đâu. Nó chỉ có phần gọi là nền tảng không thôi. Và mọi người dùng thì bắt đầu bị khách hàng chửi rồi. Mỗi bot không hoạt động như mong muốn. Nói chung là nó rất là nhiều. Còn cái khóa học này thì mình xây ra để mục đích là đa nền tảng, tức là thực hành chỉ một nền tảng thôi, nhưng mà những cái kiến thức chung ở cái buổi hôm nay thì mọi người có thể dùng ở bất cứ cái nền tảng nào. Rồi, chúng ta sẽ đi vào nhé. Đầu tiên là nền tảng nhé, tức là chúng ta sẽ phải trả tiền theo lượng người dùng, trả tiền theo hàng tháng. Cái đó là không tránh khỏi được, mà mình cũng sẽ có những cái nền tảng nó miễn phí, nhưng mà thật sự mọi người cũng là người làm cung cấp các dịch vụ có chạy server mà, thì miễn phí thì cũng được giai đoạn đầu thôi, chứ còn không thể miễn phí mãi được. Miễn phí mãi thì tiền đâu mà trả tiền server được, nên mọi người cũng phải thông cảm cho các cái đơn vị làm nền tảng. Mình cũng làm server biết cái tiền đó chạy rất là tốn kém luôn, nên là họ cũng sẽ giới hạn dần thôi, không có miễn phí. Tất nhiên là để mà sử dụng có phí thì chatbot nó phải, chúng ta phải khai thác được, chatbot phải mang được tiền về cho mọi người thì mọi người mới chi trả. Thì cái buổi chia sẻ hôm nay cùng mục đích là như vậy, để làm sao để chatbot nó thực sự là mang lại tiền cho mọi người và tiết kiệm tiền cho mọi người. Được không? Ok. Chúng ta có muốn là chatbot tiết kiệm tiền cho mọi người không? Chúng ta hãy chat ok xem nào, xem còn bao nhiêu người đang ở đây nào. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người để chatbot nó tiết kiệm tiền hoặc là kiếm ra tiền cho mọi người. Thì chúng ta mới có tiền trả cho nền tảng được. Còn bây giờ cứ cài bot lên mất tiền mà chạy thì cùi bắp. Nên là thực sự là do mọi người không chạy thôi. Và thực sự chuyện nền tảng thì họ cũng không có quan tâm cái chuyện mà mọi người chạy được hay không. Họ chỉ là xong thì họ thu tiền thôi. À. Thì để mà một con chatbot mà nó chạy được thì ngoài cái chuyện nền tảng á, thì chúng ta sẽ cần một cái kịch bản. Thì đây là 6 cái bước mà mình đưa ra để mọi người làm kịch bản. Rồi, thì kịch bản là như thế nào? Ví dụ chẳng hạn, khi mà mọi người vào một cái con bot, cái này là kịch bản. Ví dụ chúng ta vào một con bot như thế này, spa thế này này. Đấy. Thì mình gọi đó là kịch bản đón tiếp khách hàng, hay là gọi là kịch bản bán hàng đó. Đấy. Đấy, hay là chúng ta vào một con bot chẳng hạn, ví dụ mình vào con bot về giày dép nhá. Cái bot demo thì mọi người có thể là đây, cái này nằm trong cái dịch vụ chatbot bên mình, mọi người có thể vào trang bigdigi.vn để xem. Ví dụ mọi người đây là vào bot này. Cảm ơn anh Cương này đã gửi tin nhắn đến này. Anh Cương đã chọn được màu sản phẩm chưa? À, đây. Đó.
Hay là tiện thì nhân viên nó chưa trả lời thì anh có muốn xem những cái sản phẩm đang hot không? Đấy, ok, cho anh xem đi. Xem tất cả sản phẩm luôn. Cái này đang giả lập trả lời. Đấy. Đấy, xem cao gót đi. Hoặc là chat với nhân viên. Rồi, ok. Rồi. Đấy, gửi hình, bởi vì là cái này thì theo cái thói quen họ hay gửi hình nên là mình sẽ làm kịch bản như thế này cho là làm. Rồi. Rồi. Thì cái bước đầu tiên để mọi người làm kịch bản chatbot nhá là chúng ta phải xác định mục tiêu ứng dụng chatbot cho cái sản phẩm của mình là cái gì. Thì ví dụ mục tiêu chẳng hạn mình chỉ là hỗ trợ nhân viên trả lời thôi, ví dụ chẳng hạn có cái sản phẩm của chị ấy về đồ ăn chẳng hạn, thì khi nào khách hàng vào cùng hỏi chị ơi cho menu mới nhất chẳng hạn, thì thay vì là nhân viên phải trả lời thì mình cài đặt để là khi mà nó hỏi là menu thì nó tự đưa menu thôi. Đó là mục tiêu đơn giản nhất, đơn giản nhất là kịch bản gọi là đơn giản đó, tức là để mà thay thế như một phần nhân viên thôi. Và mình lưu ý với mọi người là chatbot không thể thay thế con người 100% được, không, hiện tại thời điểm hiện tại là không thể được, còn bao nhiêu lâu nữa thì cũng chưa biết, nhưng mà thời điểm hiện tại là chưa được, bởi vì là ai cũng vậy thôi, mình bản thân mọi người thích nói chuyện với một con bot thì hay là mọi người muốn nói chuyện với con người, bản thân mọi người á, mọi người thích nói chuyện với bot hay mọi người thích nói chuyện với một nhân viên, không, con người. Rồi từ từ chúng ta cứ nói xong cái câu hỏi chúng ta sẽ hỏi vào cái phần phần cuối, bởi vì nếu mà không mình cứ dừng lại trả lời cho từng người một á thì nó sẽ hơi 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 bị mất thời gian đấy. Bây giờ mình hỏi mọi người là mọi người muốn nói chuyện với con bot hay là mọi người muốn nói chuyện với một con người để mua hàng? Đơn giản là chắc chắn là chúng ta sẽ thích nói chuyện với con người. Nên là không phải ngành hàng nào thì chúng ta cũng tự động hết được, thật sự là như vậy. Bây giờ mình chỉ mong muốn là được thay khoảng 30% cái nhân sự thôi, chứ còn không thay 100% được, đặc biệt một số ngành hàng mà nó cần cái sự tư vấn chẳng hạn thì làm sao bot nó tư vấn hộ được, rất là khó để mà nó tư vấn hộ được. Nên là mọi người sẽ xác định mục tiêu ứng dụng chatbot làm gì, chỉ là để thay thế nhân viên hay để tư vấn bán hàng. Có một số sản phẩm đơn giản thì nó tư vấn được à, còn một số sản phẩm thì nó không tư vấn được nha, đừng có nghĩ chatbot là dùng sản phẩm nào cũng cứ như nhau. Có một số sản phẩm thì nó chỉ hỏi đúng một câu là bạn muốn làm cái gì thôi, thay thế một phần thôi, còn cái sau đó thì nhân viên tư vấn nó sẽ vào cọc cọc trả tiếp. Nhưng mà có một cái mà chatbot làm rất là tốt, bởi vì mình làm rất là nhiều cái dự án khách hàng thì mình thấy có một cái chatbot làm cực kỳ là tốt, đó là chăm sóc cái khách hàng. Thứ nhất là nó sẽ chăm sóc cái khách hàng mà chưa mua này, hay là chăm sóc cái các cái khách hàng mà đã mua này. Đã mua để làm gì? Để chăm sóc họ tốt hơn, để họ trở thành khách hàng trung thành, để mà họ chúng ta có thể bán được nhiều sản phẩm hơn nữa. Nên là đầu tiên chúng ta phải xác định rõ mục tiêu để ứng dụng chatbot là để làm cái gì. Thì tùy sản phẩm nhá. Tùy sản phẩm. Có sản phẩm thì chúng ta chỉ cần thiết lập đơn giản thôi, để nó vào bot để chúng ta lấy data, để chúng ta lâu lâu chúng ta gửi mẫu mới, ví dụ nó thời trang chẳng hạn, size số tùm lum rồi là đủ các loại thì nó khó tư vấn, chúng ta chỉ đấy vào phát là hỏi xin hình ảnh, khách hàng trả lời lại thôi. Và chăm sóc thì lâu lâu chúng ta gửi mẫu mới, hoặc là khách hàng hỏi khách hàng đã nhận được hàng hay chưa, được không? Đó là mục tiêu ứng dụng chatbot. Ứng dụng chatbot đó là thay thế một phần nhân viên tư vấn hay là chăm sóc thôi đấy, hay là trả lời
câu hỏi lặp đi lặp lại chẳng hạn. Đấy. Hoặc là có một loại bot nữa là loại để thu hút khách hàng. Đấy, ví dụ như là viral bot chẳng hạn, để chơi game hoặc là vòng quay may mắn, cái này mình cho mọi người xem á. Đấy, mình thu hút khách hàng vào bot để mình chăm sóc. Bánh mì á. Thì đầu tiên mình phải xác định mục tiêu là cái khách hàng họ mua bánh mì thì họ mua như thế nào đấy chứ. Họ nếu mà nó đặt hàng được ngay á thì nó có thể làm bán hàng được nhá, trên bot nhá. Ví dụ như đây, đây là sản phẩm mà bán được ngay. Dụ đây là một bên mà đồ gia dụng á, thì ở đây ví dụ như quần áo thời trang này, thì bánh mì họ có mua ngay như vậy hay không? Tức là phải tí tí chúng ta sẽ nói tiếp, bởi vì là muốn tìm được một cái kịch bản tốt á thì chúng ta phải nghiên cứu cái thói quen của cái người dùng. Đây, ví dụ như là đây là một cái shop thời trang ở trên bot chẳng hạn. Thì đây là một cái giải pháp mà mình cung cấp cho khách hàng. Đấy, ví dụ nó xem sản phẩm này chẳng hạn. Đấy, và nó có thể đặt hàng ngay ở đây. Đấy. Đó, đặt hàng chẳng hạn. Đấy, nó trả về kết quả, tức là đặt hàng ngay luôn. Còn là nếu mà khách hàng bên mình thì cái giải pháp này là dùng cho bot, nên là ví dụ khách hàng xem sản phẩm này chẳng hạn, đang xem sản phẩm này mà muốn tư vấn chẳng hạn, thì họ ấn chat ngay với nhân viên chẳng hạn, thì nó cũng sẽ biết là muốn tư vấn cái tên, đúng tên của sản phẩm luôn. Đấy, chúng ta xem sản phẩm nào là nó sẽ tư vấn cái sản phẩm đó. Thì đây là một ứng dụng cho một chatbot ở trong bán hàng. Đó. Rồi, cái câu hỏi đấy chúng ta sẽ đi giải quyết lần lượt nhá, bởi vì bánh mì nên làm gì chúng ta không đi chi tiết vào một sản phẩm được. Ở đây mọi người nhớ nhá. Thì cái chương trình này học thì chúng ta là rất là nhiều sản phẩm nên chúng ta không thể nói từng sản phẩm được. Thì mình sẽ hướng dẫn cái cách mà làm sao để mọi người bất cứ sản phẩm nào á thì mọi người cũng có thể làm được chatbot. Rồi. Thì đầu tiên là xác định mục tiêu là chúng ta muốn làm gì nhá. Được chưa? Rồi, vậy thì mục tiêu của mọi người là muốn làm gì với chatbot? Chat thử xem nào. Muốn làm gì thôi, còn tất bây giờ ở đây có bao hàng chục theo từng sản phẩm thì chúng ta không 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 thể trả lời được. Ok, chăm sóc khách hàng. Rồi, chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng. Ok, mình cũng thấy cái chatbot mà các cái ứng dụng như hình đó, các cái ứng dụng như hình đó thì nó chạy cái server mọi người, là chúng ta phải bỏ tiền nó mua công cụ đó. Thì bên mình cung cấp cho mọi người á. Chứ bởi vì cái đó không thể code được. Tức là nó không nằm trên chatbot mà chúng ta phải viết thêm. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ nói cho mọi người những cái mọi người có thể tự làm được, đã sử dụng được, đã chăm sóc khách hàng, nó đã tiết kiệm được tiền đó. Còn những cái ứng dụng như vậy thì bắt buộc thì mọi người phải code. Mà nếu mọi người không có thể viết được đó thì mọi người sẽ thuê. Ví dụ như bên mình sẽ làm cho mọi người. Rồi. Ok. Sau khi chúng ta xác định mục tiêu á thì chúng ta sẽ đến cái thứ hai, đó là tìm hiểu thói quen của khách hàng trong thực tế. Thói quen khách hàng là họ hỏi câu gì này. Đấy. Rồi là chúng ta chăm sóc họ như thế nào này. Như thế nào này. Ví dụ chẳng hạn, đây mình sẽ mở cho mọi người xem một cái mà những câu hỏi trong thực tế á. Cái này thì mọi người phải xem lại cái quá trình mà chúng ta chat với khách hàng nhé. Đây. Đấy, đây là những cái câu hỏi mà nó hay hỏi chẳng hạn. Có miễn phí ship không? Có giao hàng mới thu tiền không? Có khuyến mãi gì không? Sản phẩm giá bao nhiêu? Rồi địa chỉ shop ở đâu chẳng hạn. Đây là những cái câu hỏi, một số câu hỏi. Và mọi người sẽ thấy để ý là những câu hỏi này này, thì
80% là nó lặp đi lặp lại. Câu hỏi gì lặp đi lặp lại? Thì để chúng ta phục vụ họ tốt nhất được. Được không? Mọi người hiểu cái ý cái bước thứ hai không? Tức là bước thứ hai là mọi người phải tìm hiểu cái thói quen khách hàng ở trong thực tế á. Rồi chúng ta cùng sẽ chăm sóc họ như thế nào luôn và quy trình bán hàng ra sao luôn. Đấy. Tùy khách hàng, tùy cái sản phẩm. Ví dụ bánh mì mọi người đang bán ra sao, mình có bán bánh mì đâu mình biết. Ví dụ chẳng hạn bên mình làm một cái chatbot cho khách hàng chẳng hạn, thì bên mình sẽ phải ngồi và gặp khách hàng, sau đó mình sẽ vào fanpage khách hàng khoảng mất một tuần nữa để coi thử thôi, chứ không có để coi được khách hàng chat như thế nào, họ hỏi câu gì thôi, và đọc tất cả những cái câu hỏi mà theo kiểu như là nó lặp đi lặp lại của khách hàng là câu gì á, khách hàng muốn điều gì á, vào chatbot là họ muốn làm cái gì ngay á, thì chúng ta sẽ làm cái kịch bản đó đón tiếp họ. Được không? Mọi người hiểu cái bước thứ hai là tìm hiểu thói quen của khách hàng thực tế không? Chăm sóc họ như thế nào, là ví dụ như là sau bán thì chăm sóc thế nào? Sau bán này. Đấy. Chưa bán được thì sao này? Đấy, ví dụ sau bán thì một đây sau là cảm ơn này chẳng hạn. Và hướng dẫn sử dụng chẳng hạn. Đấy, ví dụ vậy. 5 ngày sau là hỏi nhận được hàng hay chưa? Hàng hay chưa? Ví dụ vậy. Rồi, mọi người ok hết không? Hoặc là có câu hỏi gì thì mọi người có thể hỏi ở đây. Đó là bước số 2, đó là mọi người tìm hiểu cái thói quen của khách hàng trong thực tế. Tí nữa chúng ta sẽ nói những cái công cụ để làm kịch bản sau, nhưng mà chắc chắn nó cũng sẽ, sản phẩm nào thì nó cũng sẽ đi theo những cái bước này hết á. Không có chuyện tự nhiên đùng đùng trên trời rơi ra kịch bản cho mọi người đâu. Nguồn kịch bản tham khảo thì cũng tùy, có những cái bởi vì là do khách hàng họ đặt hàng á, thì mình không cung cấp được, nhưng có một số cái thì mình có xin phép khách hàng, thì mọi người có thể vào cái trang mà bigdg.vn á, thì mọi người có thể xem. Nhưng mà tí nữa mình sẽ cho mọi người xem một cái những cái kịch bản đơn giản, bởi mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm kịch bản mà, yên tâm đi. Bởi kịch bản nó phải trên cái sản phẩm thực tế, còn chúng ta đi sao chép của nhau thì cũng chết dở, tất nhiên là cũng có một số phần là sao chép được. Bây giờ nguồn kịch bản thì chưa thấy ai làm kịch bản để mà đưa ra ngoài hết. Vì là mỗi ngành hàng, ví dụ mình làm cho khách hàng thì mình cũng có những khách hàng họ sẽ không đồng ý để đưa kịch bản đưa ra ngoài. Rồi, còn ai có câu hỏi gì ở bước số 2 không? Đó là tìm hiểu thói quen của khách hàng trong thực tế. Nếu mà ok hết thì chúng ta ấn ok nhé. Chúng ta sẽ qua cái, chúng ta qua cái bước số 3 nhé. Chúng ta gõ bước số 3 đi. Để chúng ta qua bước 3. Còn tí nữa vẽ kịch bản chi tiết như thế nào, mình sẽ đưa một kịch bản minh họa chi tiết cho mọi người. Đơn giản mà. Cùng vẽ với nhau luôn. Chúng ta sẽ làm kịch bản với nhau. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải phân loại khách hàng này. Từ ban đầu này. Phân loại thì phân loại thế nào? Ví dụ như phân loại theo hành vi mua hàng nhỉ? Mua hàng. Đấy thì có mua này. Chưa mua. Mua. Rồi. Chúng ta phân loại theo sản phẩm. Dịch vụ. Đấy, ví dụ như là sản phẩm A chẳng hạn. Sản phẩm B. Để làm gì? Để cho mọi người xem cái này cho mọi người nó dễ hiểu. Ví dụ chẳng hạn, đây là một cái khách hàng của bên mình. Đây là cái khách hàng của bên mình, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ phân loại này, hai đối tượng này. Mua một chai này và mua nhiều chai này. Đấy.
Thì tại sao phải phân ra hai đối tượng này? Cái này gọi là phân theo sản phẩm á, cái này là phân theo số lượng. Bởi vì là nếu mà mua một chai á thì sau đây là 10-15 ngày á thì chúng ta sẽ mời họ mua nhiều chai. Mọi người hiểu ý không? Còn nếu mà họ mua nhiều chai á thì thấy tỷ lệ đọc rất là cao. Đấy. Nếu mà họ mua nhiều chai á thì sao? Thì không mời họ mua thêm nữa mà chúng ta sẽ hỏi thăm và mời mua sản phẩm khác. Đó. Được không? Mọi người hiểu cái chỗ mà phân loại theo sản phẩm dịch vụ không? Ví dụ chúng ta có nhiều dịch vụ á thì sau khi chúng ta sử dụng sản phẩm A thì chúng ta sẽ mời sản phẩm B á. À. Theo thói quen nhỉ ạ. Thói quen mua hàng. Liên tục lặp lại ha. Ok. Đấy, hay là lâu lâu mới mua vậy ha. Có khuyến mãi mới mua vậy ha. Đó. Ví dụ như là nó liên tục lặp lại là một tháng nó mua một lần chẳng hạn thì chúng ta sẽ biết là sắp tới là 30 ngày rồi. Chúng ta mời nó mua lại, chị ơi em có sản phẩm này mới về, em có thể giảm giá hay là gì gì cho chị đấy. Còn có khuyến mãi mới mua là những cái đối tượng này thích giảm giá thì chúng ta khi nào xả hàng thì chúng ta xả cho đối tượng này. Đấy, theo hành vi mua hàng, theo sản phẩm dịch vụ, theo thói quen. Cái nữa là theo hạng khách hàng, khách hàng này. Đấy. Ví dụ khách VIP này. Đấy. Khách thường này, chúng ta có các cái chương trình chăm sóc khác nhau, phân loại nhóm khách hàng, được không? Chúng ta có thể hiểu được cái bước 3 chưa? Đó là mọi người sẽ phải phân loại cái nhóm khách hàng của mình. Cái này là mọi người phải tự phân loại nhá. Chứ không ai phân loại cho mọi người được đâu. Mọi người phải tự phân loại. Ví dụ chẳng hạn khách hàng mua sản phẩm A rồi, nó đã mua rồi thì mời, chưa mua chẳng hạn thì là níu kéo, được không? Nếu mà được thì mọi người comment là số 4 nhá, để chúng ta qua cái phần số 4. Còn nếu mà có câu hỏi gì ở phần số 3 thì mọi người có thể hỏi ở đây. Tức là ở đây mọi người phải ý thức được cái chuyện là chúng ta phải phân loại khách hàng từ đầu vào. Đúng rồi, tất nhiên là như vậy sản phẩm càng quay vòng thì cái này nó càng có nhiều tác dụng. Hoặc là nếu mà sản phẩm nó không quay vòng á, thì chúng ta có thể bán chéo. Tức là bán một sản phẩm khác cho chung một cái tệp khách hàng. Đây, ví dụ sản phẩm A này nhưng mà nó không mua A nữa, nhưng mà nó chúng ta có thể chào sản phẩm B được. Thì đó là một quy trình, nhưng mà đại loại là chúng ta phải phân loại ra được. Quay vòng ví dụ như là nó mua quần áo em á, thì một tháng nó mua một lần á, kiểu vậy á. Nó gọi là quay vòng. Tức là một tháng thì như vậy, thì ví dụ gần một tháng á, thì em sẽ mời nó. Người ta có sản phẩm mới này, ra mua đi. Kiểu vậy, gọi là quay vòng. Còn nếu mà không quay vòng được thì bán chéo. Đây là sản phẩm quay vòng này. Quay vòng. Tức là nó lặp đi lặp lại. Cho nên mọi người dễ hiểu. Có sản phẩm thì nó không lặp đi lặp lại được. Ví dụ như là sản phẩm về cưới chẳng hạn thì nó không lặp đi lặp lại được. Nhưng mà chúng ta có thể bán chéo tiếp, ví dụ như là đến ngày kỷ niệm ngày cưới khách hàng chẳng hạn, thì chúng ta có thể nhắc nhở tặng khách hàng đi kỷ niệm ngày cưới và tặng họ cái chụp hình chẳng hạn, thì chúng ta lại lấy tiền in hình nhé. Nó như vậy. Rồi, được không? Chúng ta có câu hỏi gì thì chúng ta có thể hỏi ở cái số 2 luôn nhé. Đúng rồi, thì có những sản phẩm mà cái tỷ lệ quay vòng nó lâu á thì em sẽ bán kèm cái sản phẩm khác, nó gọi là bán chéo.
Thì cái này là do chuỗi sản phẩm của mình thôi. Ví dụ mic thu âm, người ta mua mic về thu âm chẳng hạn, thì họ có mua thêm cái sản phẩm gì đó để hỗ trợ cho cái việc thu âm của họ không, thì mình sẽ bán chéo, cho mình không bán quay vòng ở cái sản phẩm mic thu âm được. Ví dụ chẳng hạn như là bản thân mình chẳng hạn, thì mình đang chat với mọi người đây chẳng hạn, thì mình có mua mic thu âm và mình đang dự định mua một cái webcam nó tốt hơn nữa để đó, thì đó là gọi là bán sản phẩm tiếp theo á. Anh có muốn mua webcam để mà chat với mọi người cho nó rõ hơn không? Nó kiểu vậy. Được không? Tức là có những sản phẩm không quay vòng được thì chúng ta bán chéo nhé. Bán chéo như thế nào đó là cái mọi người phải suy nghĩ. Phải suy nghĩ là à, khách hàng của mình có thể tiếp tục mua cái sản phẩm gì. Đúng rồi, cái này thì mọi người phải tìm hiểu thêm. Vì chúng ta không đi theo từng sản phẩm được. Mọi người rất là thông cảm, cái lớp chúng ta đông thì chúng ta không thể đi theo từng sản phẩm được. Rồi, theo hạng khách hàng nhé, VIP thì chăm sóc khác nhé, thường thì chăm sóc khác nhé. Rồi, đó là chúng ta phải phân loại khách hàng. Cái này là chưa, tất cả đây là chưa liên quan gì đến bốt đâu, phải làm trước khi mà chúng ta phải làm bốt á. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ xây dựng quy trình chăm sóc. Ví dụ mình sẽ cho mọi người xem một cái quy trình chăm sóc chẳng hạn, thì nó sẽ có cái định dạng như sau. À, đây. Đấy, mình ví dụ thôi nhé. Đó, để mình mở một cái thực tế cho mọi người xem luôn nhé. Đây chẳng hạn. Ví dụ đây, mình cho mọi người xem sơ qua thôi nhé. Thì khi khách hàng mua cái sản phẩm là cái này thì chưa chạy thực tế, đang làm thôi, chưa có bàn giao, nhưng mà mình có thể cho mọi người xem một phần nhỏ của nó. Đấy, ví dụ chẳng hạn, cái khách hàng khi mà mua cái sản phẩm này rồi chẳng hạn, thì một phút sau, thì cái này là do một phút bởi vì là đây là đang demo nhá, nó chưa chạy. Đấy, tiếp theo sẽ gửi cho họ cách hướng dẫn sử dụng. Tiếp theo sẽ gửi nhắc nhở uống. Cái này thời gian là tùy mọi người nhá. Đó. Tiếp theo sẽ hỏi thăm. Tiếp theo sẽ hỏi thăm tiếp. Đấy. Và tiếp theo là đây là mời mua cái sản phẩm. Đấy. Mình chỉ cho mọi người xem là đến đó thôi, nhưng mà đại ý là chúng ta sẽ có một cái quy trình gọi là chăm sóc khách hàng cho một cái đối tượng cụ thể. Để cho mình mở cho mọi người xem. Nó nhiều quá. Ví dụ như này đi. Đây là mình cho mọi người xem cho mọi người dễ hình dung thôi nhé. Đấy, ví dụ chẳng hạn. Ví dụ đây là một đối tượng là quan tâm về đào tạo tiếng Nhật chẳng hạn. Đó. Thì sau đó thì sẽ bao nhiêu lâu sẽ đây. Sau 3 ngày thì hỏi thăm, 10 ngày thì làm gì ấy. Nó gọi là cái quy trình chăm sóc. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái bảng Excel như thế này này. Đây, ví dụ chẳng hạn tư vấn không thành công, cái này thì nó là mình làm ví dụ cho khách hàng thôi, thì mọi người sẽ điền vào chi tiết. Đây. Ví dụ như là tư vấn không thành công á thì sẽ làm cái gì chẳng hạn? Sau khi gửi hàng đi thì làm cái gì? Sau khi nhận hàng được làm gì? Sau một thời gian sử dụng thì làm cái gì?
Đấy, nó gọi là một cái quy trình chăm sóc. Thì cái này chúng ta sẽ phải làm trước. Đây, đây là một cái bảng mà đơn giản nhất. Hoặc có cái bảng này mà bây giờ mình không làm sao mà mình cho nó, mình sẽ có một cái đơn giản cho mọi người xem nhé. Chờ chút. Vì có một số cái của khách hàng nên là mình không cho mọi người xem được. Mình biết nằm đâu nữa. Đây. Thật sự bởi vì cái file này mình không biết là mình vứt ném ở đâu nữa. Nên là mình mọi người dùng tạm cái ảnh này nhé. Đây. Mình gửi cho mọi người cái ảnh này nhé. Làm nhiều quá rồi bây giờ. Giờ nó bởi vì mỗi khách hàng thì nó có cái file này nó riêng này, mà thật sự mình cũng không mở được cho mọi người được. Được không? Mọi người nhìn cái file này mọi người hiểu không? Tức là chúng ta sẽ xây cái kịch bản cho đối tượng này, ví dụ như là sau đối tượng mua hàng này thì sau một ngày thì làm cái gì này, hành động là cảm ơn này, thì chi tiết là như thế nào này, sau một ngày này ví dụ vậy là như thế nào, hành động là làm gì, sau một ngày hành động làm gì và chi tiết như thế nào. Thì cái file này thì thật sự mình không nhớ bỏ đâu nữa, nên là cái nó còn đơn giản để mọi người tự vẽ lại nhá, để chúng ta làm cái bước số 4 nhá. Đó, đây là bước số 4 này. Ví dụ chẳng hạn bạn gì đó bán bánh mì chẳng hạn, thì có hướng dẫn khách hàng làm cái gì không, hướng dẫn khách hàng tự làm bánh mì chẳng hạn, hoặc là có chương trình giảm giá gì, hay là đây thì nó sẽ có chăm sóc, được không? Mọi người hiểu cái quy trình chăm sóc bằng bot không? Thực sự cái này thì không phải là bằng bot đâu, mà là quy trình chăm sóc thực tế của mọi người á. Thì cái này bắt buộc là muốn làm bot thì mọi người phải làm lại cái chuyện này, làm lại mọi người cái chuyện chăm sóc khách hàng này. Chứ không cứ để bot chạy linh tinh được. Bởi vì nếu mà chúng ta lạm dụng bot á, tức là theo kiểu như là mọi người cứ lâu lâu mọi người phang một phát á, thì như vậy nó sẽ gửi đến một cái lưu lượng mà nó bất thường á, thì Facebook nó rất là dễ để ý. Còn bây giờ chúng ta lên một kịch bản chăm sóc thì ai vào ngày hôm nay thì ngày mai nó chăm sóc chẳng hạn, ai vào ngày mai thì ngày kia nó chăm sóc. Như vậy là cách tìm cách như vậy, và chúng ta anh nghe máy này hiểu cái bước số 4 không? Đó, bước số 4 thì chúng ta sẽ phải phân loại khách hàng ở số 3, và sau đó là lập một kế hoạch chăm sóc. Anh biết là ở đây này, cái hình mình gửi mọi người. Anh nhập về cho cái xuân bán ấy. Nhiều âm thanh ấy, chắc do mạng nói chậm. À, chắc do anh nhập biết rồi. Đố xuân bán này có người mới vào và họ không tắt mic. Em nhìn giá đi nè, nhìn giá rồi đoán. À đây, anh Hân. Anh Hân không tắt mic. Rồi. Rồi, được không? Mọi người hiểu cái bước số 4 này chưa? Thế cái này là cùng là sẽ là bài tập về nhà của mọi người á. Đó là chúng ta sẽ phải làm cái bảng này này. Đối tượng khách hàng là chưa mua chẳng hạn thì làm gì? Đối tượng đã mua rồi thì làm gì? Đối tượng mà mua hàng nhiều lần á thì làm gì? Còn cái chuyện mà ráp cái chuyện này vào bot này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người, nó không có khó. Quan trọng là mọi người phải làm được cái phần phần này.
Tất nhiên thì làm phần này thì nó phải theo sản phẩm của mọi người rồi, mỗi người một sản phẩm riêng, nhưng mà tùy có sản phẩm, tùy cái mức độ quay vòng của sản phẩm thì chúng ta sẽ để cái thời gian nó lâu hơn. Như khách hàng của mình thì nó họ khó tính nên là mình thường thường để 7 ngày, 15 ngày mình mới chăm sóc chẳng hạn, hoặc có khách hàng, có đối tượng khách hàng mà họ khó tính hơn nữa thì một tháng sau mình mới chăm sóc bởi vì họ không thích làm phiền nhiều. Được không? Rồi, nếu mong mọi người ok. À, anh Hân hỏi làm sao để gì đây? Để giảm cân mà lấy vợ. Bốt nó không trả lời bởi vì cái câu đó chỉ có em mới trả lời được thôi, bốt không trả lời được. Rồi, cái bước số 4 mọi người nắm được chưa? Đó là chúng ta sẽ phải lập cái quy trình chăm sóc cho từng cái đối tượng khách hàng á mà chúng ta đã làm ở cái bước 3 này này. Để copy cái thằng này vào đây cho nó dễ hình dung. Đấy. Rồi, chúng ta phải làm bước 3, phân loại thằng này. Sau đó chúng ta mới chạy cái quy trình chăm sóc ở đây. Cái slide này thì tí thì mình sẽ gửi cho mọi người nha. Không phải lo là cái chuyện slide đâu. Bây giờ mình mong muốn mọi người nó hiểu được đã. Được không? Mọi người làm được bước 4 không? Nếu mà làm được bước 4 thì chúng ta hãy comment là ok nhá. Thì cái bước 4 này thì mọi người phải về nhà làm. Và chúng ta sẽ phải làm ở trên Excel nhá. Làm ở trên Excel. Cái dạng file là nó như thế này này. Rồi. Ok. Còn cái phần mà ráp này thì và đo lường này thì chúng ta sẽ học ở buổi sau nhá. Bởi vì là phải có kịch bản chúng ta mới ráp được, không có thì chúng ta không ráp được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tắt bớt cái này đi. Rồi. Cái bước 5, bước 6 thì chúng ta sẽ học ở cái buổi sau. Thì ở đây là những cái kịch bản chính của cái con bot. Mình sẽ nói để mọi người hiểu được cái phần kịch bản này nó gồm những cái loại gì. Thì cái kịch bản đầu tiên á, đó là kịch bản bán hàng. Rồi, được không? Thì đây là gọi là kịch bản bán hàng. Tức là cái này là do mình đặt tên thôi, bởi vì là trước giờ thì cũng không có ai làm một cái chương trình về dạy hay là chia sẻ về bot hay là chia sẻ về kịch bản cả. Thì là nó là kịch bản bán hàng. Ví dụ bây giờ mọi người sẽ nhìn ở đây chẳng hạn, chúng ta sẽ có một cái kịch bản đơn giản nhất. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái kịch bản đơn giản nhất nhá. Đơn giản nhất nhá, đơn giản nhất thế giới luôn á. Rồi. Chúng ta sẽ dùng cái công cụ này để là vẽ kịch bản này. Để mình xem cái kịch bản đơn giản nhất. Tại cái kịch bản thì thường thường sẽ có một cậu em làm. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ dùng cái phần mềm gì để mình vẽ kịch bản, mình sẽ làm từ đầu luôn cho mọi người cho nó dễ hình dung. Thông thường thì mình có nhiều cái cách để mọi người vẽ kịch bản, nhưng mà ở đây thì mình sẽ cho mọi người dùng cái công cụ này. Đây, mình gửi qua cho mọi người để chúng ta vẽ kịch bản nó dễ hơn. draw.io. Đấy, thằng này luôn đấy. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi kịch bản đầu tiên nhá, là một cái kịch bản bán hàng ở trong bot thì nó gồm những cái gì nhá. Rồi, chúng ta sẽ đi một kịch bản bán hàng.
Rồi, đây là một cái kịch bản bán hàng. Bán hàng thì đơn giản là giới thiệu sản phẩm thôi. Ok, đây. Mình sẽ đi bắt đầu từ lại từ cái này luôn đi. Rồi. Đây, ví dụ đi lại cái thằng giày dép này đi. Đây. Đấy, thì khi khách hàng vào á thì nó sẽ hỏi là cảm ơn, giới tính. Rồi. Hỏi là đã chọn được sản phẩm nào chưa? Nếu mà có rồi á thì gửi cho xin cái size. Đấy, hoặc là đây, chúng ta sẽ có kịch bản đơn giản như thế này. Chúng ta sẽ vẽ kịch bản nhé. Vậy đây mình ví dụ minh họa cho mọi người thôi. Và mình yêu cầu mọi người làm được đơn giản nhất thôi, không phải phức tạp gì. Đấy, chọn text. À, nó sẽ... Ui trời ơi, cóc một trong cái này luôn. Nó cóc cái file ảnh qua rồi. Rồi. Đấy, thì đây là khách hàng này. Khi khách hàng vào cửa hàng này, được chưa? Thì nó sẽ chào như thế này. Sau khi chào á thì nó làm gì? Đây. Nó sẽ giới thiệu là hàng mới về này, hàng đang sale này và xem tất cả sản phẩm. Rồi. Mình sẽ cùng nhau làm kịch bản nhá. Đây nó sẽ có ba cái nút. Được chưa? Nút nó tất nhiên là trong ấy thì đẹp, mình vẽ đây thì nó hơi xấu. Rồi, hàng mới về này, hàng sale này và xem tất cả sản phẩm. Rồi, đấy, sau khi nó chào như vậy á thì khi mà khách hàng nhấn vào hàng mới về á thì nó sẽ ra cái thứ hai ở đây. Ví dụ chẳng hạn, ví dụ mình ví dụ nha. Xin chào anh chẳng hạn. Sau đó là nó sẽ tự chào tên khách hàng chẳng hạn. Khách hàng. Đấy, bên em có những sản phẩm mới sau ạ. Đấy, tức là khi khách hàng mà kích vào đây á thì nó sẽ ra như vậy. Và sau đó thì nó làm gì? Chúng ta sẽ cho khách hàng đến xem sản phẩm mới chẳng hạn. Nó sẽ ra hình ảnh sản phẩm mới chẳng hạn. Đấy, ví dụ vậy. Hiển thị sản phẩm mới. Đấy, ví dụ vậy. Hiển thị chẳng hạn 3, 4, 5, 6, 7, 8 sản phẩm mới gì đấy chẳng hạn. Nếu như nó nhấn vào là hàng sale chẳng hạn. Đấy. Đấy, ví dụ chẳng hạn, bên em có những cái hàng sale sau chẳng hạn. Những hàng sale sau. Đấy, ví dụ vậy. Đấy, hiển thị sản phẩm và giá chẳng hạn. Ví dụ chẳng hạn như vậy. John Trey, chúng ta không có cách nào hết. Khi nào thì mình rảnh mình tổ chức lại. Rồi, ok. Mọi người nhìn cái này mọi người có thể hiểu được một kịch bản đó tiếp không? Rồi, hiển thị đây là hiển thị gì đây? Cho logo à? Ok, copy logo. Không được.
ví dụ đây đi, đây là mình nói đây là logo sản phẩm đi, thương hiệu này. Ví dụ vậy thôi, chúng ta làm kịch bản mà. Rồi được không, mọi người nhìn đến đây mọi người theo được không? Đấy, khi thằng này vào, khách hàng vào bắt đầu chẳng hạn, thì nó sẽ cảm ơn, nó hỏi tên khách hàng. Giờ muốn La La giới thiệu sản phẩm không? Sau đó nó có ba cái nút: hàng mới về, hàng sale và xem tất cả sản phẩm. Nó ấn vào hàng mới về thì nó chào nói câu này, nó ấn vào đây thì nó nói câu này. À, xem tất cả sản phẩm thì giới thiệu sản phẩm. Xem tất cả. Bên em có các sản phẩm sau ạ. Đây, đó là hiển thị nhóm sản phẩm 1. Hai. Chưa? Được không? Thì đây là một cái kịch bản bán hàng đơn giản nhất. Đó. À, chào anh, chào chị, thì đơn giản thì chúng ta sẽ có công cụ. Cái này thì mình sẽ ở buổi thực hành thì chúng ta sẽ làm để con biết bốt nó biết là anh hay chị. Cái này thì cái công cụ này thì mình sẽ tặng cho lớp ở đây này, thì mình sẽ tặng cho lớp, ví dụ nó sẽ biết là anh hay chị được. Cái này thì mình sẽ tặng để hệ thống nó nhận biết được. Ví dụ mọi người thấy trong bốt thì nó chào mọi người là anh hay chị á, là nó dựa trên cái giới tính của mọi người. À, đó là về mặt kỹ thuật, thì phần thực hành mình sẽ hỗ trợ mọi người. Đây chúng ta sẽ nói phần kịch bản đó, đơn giản đó, đây là mình làm kịch bản đơn giản nhất đó. Đấy, đây là kịch bản đơn giản nhất đó. Đấy, đây là các cái nút này, các nút chat với nhân viên này. Ok. Đấy, khi khách hàng mà nhấn vào chat với nhân viên chẳng hạn thì nó sẽ ra một cái text. Ok. Xin chào giới tính khách hàng chẳng hạn. Giới tính. Đấy. Em là Thương Bích, nhân viên tư vấn của shop chẳng hạn. Có thể giúp gì cho mình, ví dụ vậy, đại loại vậy. Đấy, nào kích vào đây, ấn vào chat với nhân viên, nó đều trả lời như vậy hết. À. Chưa? Đó là một kịch bản đơn giản nhất. Vào xong thì hỏi xong thì giới thiệu sản phẩm. Đấy. Thích thì đây làm cái nút nữa là nút liên hệ chẳng hạn. Đấy, ví dụ liên hệ. Liên hệ. Đó. Này thu nhỏ lại cho nó đẹp to quá. Rồi, đây là mình sẽ trang tí cái nút này một chút cho khỏi mọi người nhầm nhé.
nút này là màu xanh đi. Đây là cái nút màu xanh. Xanh này. Xanh này. Xanh này. Xanh này. Đấy. Được không? Mọi người hiểu được cái phần kịch bản không? Đây là gọi là chúng ta gọi là kịch bản đón tiếp khách hàng á. Khi khách hàng bắt đầu này, đấy. Khách hàng bắt đầu vào chat với fanpage, Đó. Nó sẽ chạy như vậy. Đấy, cảm ơn. Đấy. Sau đó nó sẽ ra ba cái nút. Đây. Mọi người thấy đây này. Cảm ơn này, nó ba cái nút này. Khi mà ra xem tất cả sản phẩm này thì nó sẽ hiển thị các cái sản phẩm này. Đấy, xem chi tiết một sản phẩm này thì nó ra các cái nút này, chat với nhân viên thì đấy. À, mình có gửi hình qua đây cho em được không ạ chẳng hạn. Đấy. Được không? Thì đây là một cái kịch bản gọi là bán hàng đơn giản. Hàng đang sale hay đang khuyến mãi gì đấy chẳng hạn. Đâu rồi mọi người, đâu hết rồi? Đây là một cái kịch bản gọi là kịch bản bán hàng ở trên bot nhá. Thì chúng ta có thể vẽ trên giấy hoặc là vẽ bằng công cụ như mình ấy chẳng hạn. Ở đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người dễ ấy nhá. Bot zero. Ok. Rồi. Đây, mình sẽ gửi cái đường link này cho mọi người luôn, cho mọi người dễ hình dung. Đó. Mình ghi chú ở đây gọi là kịch bản bán hàng nhá. Mọi người thấy được không? Còn nếu mà ai có thấy nó phức tạp quá hay là có câu hỏi gì á thì chúng ta có thể là chat ở đây luôn. Mong muốn là chúng ta sẽ hiểu được trên chatbot thì nó có những cái kịch bản gì, mình sẽ nói lần lượt. Đầu tiên là kịch bản gọi là, cái này gọi là kịch bản bán hàng, hay là mình hay gọi là kịch bản bán hàng, hoặc là mình nói đúng ra là kịch bản đón tiếp khách hàng thì đúng hơn. Đấy, thằng này gọi là kịch bản đón tiếp khách hàng thì đúng hơn. Đón tiếp. Đấy, trong kịch bản đón tiếp thì nó sẽ có là giới thiệu sản phẩm dịch vụ, giới thiệu thông tin shop, giới thiệu chính sách, giới thiệu chương trình bán hàng, giới thiệu chương trình khuyến mãi chẳng hạn. Nó có như vậy. Rồi. Mọi người ok hết chưa? Ok hết thì chúng ta comment là ok nhá. Ok rồi, chúng ta sẽ qua loại kịch bản khác. Cái này thì mình gửi cho mọi người luôn rồi nhá. Mình sẽ làm ở trên cái link này luôn cho mọi người dễ theo dõi nhá. Rồi. Cái này gọi là, đây gọi là, mình sẽ ghi dưới chân đi. Đấy. Kịch bản đón tiếp khách hàng này. Rồi, to quá. Rồi, đón tiếp khách hàng này. Cho nó nhỏ lại nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái này cho lên trên đi cho nó dễ theo dõi.
À, mình vẽ nốt mấy cái mà trong cái đón tiếp khách hàng nó cần có luôn nhá. Đấy, khi mà nó bấm vào liên hệ chẳng hạn này, được chưa? Thì nó sẽ ra cái gì tiếp này? Đấy, liên hệ này. Đấy. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại chẳng hạn địa chỉ chẳng hạn. Đấy, ví dụ chẳng hạn vậy. Đấy, là 618 chẳng hạn. 3 tháng 2 trường 14 quận 10 Hồ Chí Minh chẳng hạn. Ok. Hoặc là số phone chẳng hạn gì đấy, số điện thoại chẳng hạn. 09 3825020 5 019. Đấy, thì khi mà nó ấn vào liên hệ chẳng hạn đấy thì nó sẽ hiện ra cái này. Đấy. Chẳng hạn. Đây nó có cái nút nữa là chat với nhân viên đấy, để nó quay về nó chat với nhân viên. Đấy, thì nếu mà nó ấn mà chat với nhân viên thì nó lại quay về đây. Quay về đây. Quay về cái câu chat với nhân viên. Đó. Đấy, ok. Thì thằng này gọi là một cái kịch bản, gọi là kịch bản đón tiếp khách hàng mọi người nhá. Rồi, chúng ta sẽ qua cái thứ hai nó quan trọng hơn này. Đó là kịch bản chăm sóc. Rồi, kịch bản chăm sóc khách hàng. Ví dụ mình nói là kịch bản chăm sóc cái đối tượng đã mua đi nhá. Đã mua này. Rồi, ví dụ đã mua. Này là tùy sản phẩm nhé. Bởi vì là nếu mà sản phẩm có quay vòng á, thì kịch bản chúng ta sẽ khác. Kịch bản mà. Rồi, kịch bản này là kịch bản chăm sóc khách hàng đúng không? Rồi. Cho nó xuống đây luôn đi, cho sang trang luôn. Kịch bản chăm sóc thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định là đối tượng này. Hay chẳng hạn. Dụ đây là chưa mua hàng này. Chưa mua hàng. Đó. Đối tượng là đã mua này. Được chưa? Đấy, ví dụ vậy. Chưa mua hàng. Rồi, vậy thì chưa mua hàng thì chúng ta sẽ nhắn cái gì cho đối tượng này? Rồi, ví dụ chưa mua hàng thì sau đây chúng ta đúng rồi, cái này là quy trình chăm sóc mà. Cái này là quy trình chăm sóc á. Cái này là ở đây là cái quy trình á, là sau đó chúng ta mới vẽ thành kịch bản. Được chưa? Mọi người hiểu chỗ này không? Tức là chúng ta có cái quy trình ở trên này này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ thành kịch bản, đúng không á? Nó là quy trình chăm sóc á. Nhưng mà đưa vào bot thì nó thành kịch bản. Để chúng ta tức là chúng ta chuyển cái quy trình đó lên bot á. Được không? Mọi người hiểu chỗ đó không? Tức là gọi là chuyển cái quy trình chăm sóc đó lên con bot. Bởi vì chúng ta phải đưa lên con bot được mà. Bởi vì cái quy trình chăm sóc thì nhiều khi là nó không phải là dành cho bot mà nó là cái quy trình ở ngoài đời á. Thì chúng ta sẽ phải xử lý lại cái câu hay là chữ viết chẳng hạn. Đó, ví dụ như chưa mua hàng chẳng hạn. Ok. Thì sau 30 phút chẳng hạn, sau 1 giờ đi, sau 1 giờ. Ví dụ bây giờ mình đang bán quần áo, hỏi chị ơi mình lựa được mẫu chưa? Chưa ạ. À, ví dụ vậy đi. Được không? Đấy.
Bởi vì khách hàng nhiều khi họ quên đấy. Thì mình nhắc đi, ví dụ vậy. Ở đây là mình ví dụ nhé, bởi vì là tùy ngành hàng. Ví dụ khách hàng là tùy nhé, ví dụ như khách hàng mỹ phẩm á, hay là khách hàng kia thì chúng ta sẽ phải làm khác. Ví dụ như khách hàng mà về ví dụ mình có một khách hàng về về gì được nhỉ, về thời trang đi, vâng thôi tiếp tục về mỹ phẩm đi. Ok, có một cái sản phẩm ở bên mình làm rồi, lăn khử mùi đi, thì nó sẽ hỏi này, chị ơi này, mình đã từng dùng qua loại lăn khử mùi nào trước đây đây chưa ạ? Đó, ví dụ vậy, sau 1 giờ nó sẽ hỏi. Và nếu mà nó trả lời thì nhân viên nó sẽ vào trả lời lại nhé. Đó. Tiếp theo chẳng hạn. Nếu mà nó mua thì khác, mà nếu tiếp tục nó vẫn không mua chẳng hạn. Đấy. Đấy, là gửi phản hồi khách hàng, phản hồi khách hàng cũ về sản phẩm chẳng hạn. Ví dụ chẳng hạn đây là sau một ngày sau chẳng hạn mà vẫn không mua chẳng hạn. Đấy, ví dụ vậy. Đó, ok. Tiếp tục mà vẫn không mua chẳng hạn thì đấy, cho một ưu đãi chẳng hạn. Ưu đãi nhỏ chẳng hạn, ví dụ. Cái này là sau 3 đến 5 ngày chẳng hạn, tùy nhá. Đây mình demo thôi, còn tùy thực sản phẩm cụ thể á. Đó là khách hàng nó chưa mua. Còn trường hợp mà khi mà nó đã mua rồi thì sao? Ví dụ chẳng hạn đã mua rồi thì sẽ, đây mình ví dụ nên là nó xác được. Đấy, cảm ơn chẳng hạn, và nhắc nhở và thông báo chẳng hạn, thông báo đã chuyển hàng, ví dụ vậy. Ví dụ bây giờ sau một ngày đi là nó đã, mình đã sắp hàng đi được rồi, và mình gắn thẻ nó là đã mua hàng chẳng hạn, và mình thông báo khách hàng là đã chuyển hàng. Đấy, tiếp theo thì tùy nhá, có khách hàng là sẽ 3 ngày này, bởi vì có khách hàng chuyển xa, có khách hàng chuyển gần. Tức là nếu khách hàng 3 ngày họ đã nhận được hàng hay chưa chẳng hạn như vậy. Đấy. Rồi. Thì trường hợp á, mà ở đây mà nó, đây nó sẽ có hai trường hợp. Đó là đây là chẳng hạn là có chẳng hạn. Quên, xin đã nhận. Và chưa. Ví dụ chẳng hạn, nếu mà khách hàng mà là đã nhận chẳng hạn, đấy, đấy, thì chạy qua đây, nhận sử dụng sản phẩm, sử dụng sản phẩm, ví dụ vậy. Còn chưa nhận thì sao? Ví dụ trong trường hợp khách hàng nó không, chưa nhận được sản phẩm thì sao? Chẳng hạn, nó sẽ ở đây, nó sẽ đấy, báo cho nhân viên chăm sóc khách hàng. Báo như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm nhé, hướng dẫn mọi người làm sau. Nhưng mà ý là mình vẽ ra một cái kịch bản như vậy. Đây, nó sẽ báo cho nhân viên chăm sóc khách hàng này. Đấy, và nó sẽ trả lời. Dạ, xin lỗi. Anh chị là nó tự động sao nhá, bọn em sẽ kiểm tra lại đơn hàng của chị ạ. Rồi, và cái phần báo là mình sẽ làm tự động nhá, khách hàng không biết đâu. Đó.
Được không? Thì ở đây nếu mà chúng ta nhiều á, ví dụ như cái này là đã mua chẳng hạn, mà đã mua một chai chẳng hạn, hoặc là đã mua một chai chẳng hạn. Đấy. Còn chúng ta có một kịch bản tiếp theo chẳng hạn, nó cũng tương tự nhưng mà ví dụ chẳng hạn đã mua một liệu trình rồi chẳng hạn, liệu trình, ok thì lại khác đúng không? Ví dụ nếu mà đã mua một chai á, à chết rồi, nó hơi lẩn chỗ này. Cái gì? À, cái này thì mình sẽ có cách để mình xử lý nhá, tức là mình gắn thẻ nhá mọi người nhá, không phải bot nó tự hiểu được đâu. Có hai cách, một là bot tự hiểu được, hai là nó không, chúng ta sẽ gắn thẻ khách hàng là đã hoàn hàng. Ví dụ chúng ta sẽ có một kịch bản đấy chẳng hạn là hoàn hàng chẳng hạn, hoàn hàng chẳng hạn. Thì khi mà hoàn hàng thì nó sẽ ngắt các cái kịch bản này đấy, và nó sẽ auto chửi chẳng hạn. Cái này chúng ta đang nói về kịch bản nhá, thì nó sẽ có nhiều trường hợp á. Đấy. Auto chửi chẳng hạn, ví dụ vậy. Hoặc là có bán được lại cái gì thì bớt bát. Rồi hướng dẫn sử dụng. Đấy. Và sau đó thì bao nhiêu ngày sau đây chẳng hạn. Cái này là tùy sản phẩm mà chúng ta phải tự, mình đang hướng dẫn cho mọi người làm kịch bản. Còn mỗi sản phẩm thì một khác nhau á. Đấy. Mời, quên, hỏi, thăm chẳng hạn, có dùng hiệu quả không chẳng hạn, ví dụ vậy đó. Đấy thì nó sẽ ra hai phương án là đấy, có và không. Đấy thì nếu mà nó không á, thì lại nhân viên chăm sóc giải quyết tiếp. Đấy, nó sẽ hỏi tiếp nhá. Và nếu có thì đấy. Có thì sao? Thì chào mua cả liệu trình, chào mua cả liệu trình. Đấy. Nhưng mà không chẳng hạn. Nếu mà không thì sao? Không thì chị chờ chút chẳng hạn, chị chờ chút, nhân viên bên em chẳng hạn sẽ gọi lại hỗ trợ mình chẳng hạn. Ok rồi, ok, cái này gọi là kịch bản chăm sóc. Được không? Mọi người hiểu kịch bản chăm sóc không? Nó có những cái đối tượng này. Chưa mua hàng này. Đấy, đã mua một chai này. Đã mua một liệu trình này. Và đối tượng hoàn hàng. Đấy, ví dụ hoàn hàng là auto chửi chẳng hạn. Đấy, hoặc là như thế nào đó. Tùy, tức là cái này chúng ta sẽ phải vẽ dài ra. Và cái này thì mọi người tự làm luôn. Mình không thể làm cho mọi người được. Bởi vì là mỗi cái sản phẩm á, thì nó sẽ có những cái đối tượng phân loại khác nhau này. Tức là nó sẽ phụ thuộc vào cái chuyện mà chúng ta làm cái bước 3 này này có nhiều đối tượng hay không này. Đây. Đó là cái bước 3 này. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm chưa quen á, thì chúng ta chỉ làm đối tượng đã mua hàng thôi. Như vậy là thôi, hạnh phúc lắm rồi. Chứ đừng có làm nhiều làm gì, không có sức làm nổi đâu. Phân loại là hành vi là đã mua chưa mua thôi, xong. Không phân theo dịch vụ, không phân theo thói quen, không phân theo hạng khách hàng gì hết á. Làm chưa quen thì làm gì làm mấy cái đó cho nó mệt. Rồi, chỉ cần là làm cho mình theo hành vi mua hàng, mua và chưa mua. À, được không? Ok thì chúng ta sẽ comment là ok nhá. Nó gọi là kịch bản chăm sóc khách hàng. Rồi.
Thì cái này bắt buộc mọi người phải tự làm cho sản phẩm của mình rồi, bởi vì là mọi người là cái người mà hiểu sản phẩm nhất á, chứ còn mình cũng không hiểu sản phẩm. Khi mà mình làm cho một khách hàng thì bắt buộc bọn mình phải nghiên cứu cho khách hàng đó thôi, chứ còn bây giờ mọi người làm thì tự chiến phần này rồi. Nó gọi là kịch bản chăm sóc khách hàng đấy, thì nó cũng có khi nào nó cũng như vậy. Chẳng hạn có những cái thì nó không đi đâu, nhưng có những cái nó có những cái luồng nhận hay chưa nhận, nhận hay chưa nhận, hiệu quả hay không, có hoặc không chẳng hạn. Chúng ta chỉ cần làm hai phương án vậy là tốt lắm rồi. Ví dụ cái này cảm ơn thì nó không cần luồng gì hết á, như vậy thôi. Còn đây thì nó sẽ có nhận hay chưa nhận. Đó, nhận thì hướng dẫn sử dụng, mà chưa nhận thì phải báo cho nhân viên nhé. Và bot nó hoàn toàn làm được, tức là chúng ta có thể sử dụng gắn thẻ sử dụng tính năng nào thì chúng ta sẽ qua cái phần thực hành, và nó cũng là một phần nó hơi khó. Nên là nếu mà mọi người học tốt thì mình sẽ hướng dẫn luôn cái phần gắn thẻ. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phải cắt bớt. Nên là tùy mọi người có làm bài tập tốt hay không, mọi người học có nhanh hay không nữa. Thì cái này thì mình sẽ làm một cái sản phẩm màu, nếu mọi người làm được tốt thì mình sẽ hướng dẫn đầy đủ cho mọi người. Chẳng qua chỉ sợ mọi người học nhiều quá nó hơi đau đầu thôi. Gắn thẻ dùng tính năng nào thì gắn thẻ dùng tính năng nào á, thì chúng ta sẽ có những cái công cụ thì chúng ta sẽ học ở buổi thực hành. Lớp apply á, thực sự thì em chưa có lịch để làm lớp apply. Nếu mà mọi người thích học apply thì họp lại đủ số lượng thì em có thể mở ở Sài Gòn hoặc Hà Nội thôi, chứ còn hiện tại em cũng chưa chưa có lịch, vì em cũng muốn là cho nhiều người học được, nên em không không có muốn làm apply là như vậy á, muốn cho nhiều người học được. Thì cái này lớp apply thì chúng ta ngồi với nhau thì chúng ta dễ hơn thôi, còn online thì cái lượng kiến thức thì mình cũng em cũng cố gắng là nhiều nhất cho mọi người được. Còn cái lớp mà lớp dành apply thì nó sẽ học theo sản phẩm của mọi người, cầm tay chỉ việc tên sản phẩm, thì bên em luôn như vậy, apply thì là cầm tay chỉ việc tên sản phẩm. Rồi ok, online giờ này cho con bú thì chịu thôi. Bởi vì bây giờ thì mọi người đi làm thì cả ngày thì có giờ này. Rồi. Chúng ta sẽ Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần rất là thú vị, đó là kịch bản thu hút. Ai muốn học kịch bản thu hút thì comment nhá. Hãy chat nhá, kịch bản thu hút. Đây, chúng ta đã đi qua hai loại kịch bản rồi, đó là kịch bản đón tiếp này. Kịch bản chăm sóc khách hàng này. Rồi, ai muốn giờ muộn lắm rồi ạ. Ai muốn học kịch bản thu hút thì comment. Rồi, các kịch bản thu hút. Rồi. Sao em chat ok mọi người khi nào đây trời? Rồi kịch bản thu hút chúng ta lại làm phần tiếp theo nhá, là kịch bản chăm sóc khách hàng này. Bây giờ chúng ta sẽ làm đến là kịch bản thu hút. Cái này kịch bản thu hút, rồi kịch bản thu hút, kịch bản chăm sóc, kịch bản đón tiếp. Cái file này mọi người đường link cái này em chia sẻ này nhá, ai chưa có thì chia sẻ lại này. Đó, kịch bản thu hút. Như thế nào là kịch bản thu hút? Kịch bản thu hút. Rồi. Game thu hút, quét code tại điểm bán. Phân loại khách hàng cũ. Game thì thật chúng ta sẽ phải có tặng quà cũng được. Đấy, điểm bán tặng quà thôi. Bởi vì mình muốn là mọi người có thể sử dụng công cụ, nó hạn chế sử dụng công cụ nhất, có thể sử dụng ngay các cái nền tảng bot, nền tảng nào cũng sẽ dùng được. Kịch bản thu hút.
Rồi, kịch bản thu hút thì chúng ta sẽ có cái gì? Ví dụ cái mà mình mới gửi cho cái mà mọi người đăng ký ở vào đây này thì nó gọi là một kịch bản thu hút đó mọi người. Đây nhá. À, đấy đúng không? Cái mà mọi người đăng ký vào đây này. Thì còn... đây nó gọi là kịch bản thu hút này. Thu hút đơn giản là mọi người hiểu như thế này đi, nó là một cái mà mình thu hút mọi người đến với mình thôi, vào cái trong cái con chatbot thôi. Đó. Link ở phía trên, link ở phía trên. Link ở phía trên này, mọi người không thấy hả trời? Ngay ở phía trên này này. Không, tí nữa mình gửi lại bot cho mọi người cho cũng được, không có sao hết. Ví dụ đây là một cái kịch bản thu hút mọi người nhá. Đấy. Đấy, thì đây là kịch bản thu hút này. Đấy. Không thấy à, căng nhé. À, đây. Mọi người chờ tí nhá. Mình làm cái này cho mọi người dễ dùng đi. Zero. Rồi, mọi người vào cái đường link nhé, đường link này, https://cuongbich.com/chatbot0. Được không? Rồi, mọi người vào thử được không? Gõ gõ ngoài nhá. Này. cuongbich.com này. Xiệt chatbot 0. Đấy, ui xa. Bao chuẩn luôn. Sau đó chúng ta chọn là mở bằng công cụ này nhá, chúng ta mới xem full được. Rồi, đó, chatbot 0. Đó, bỏ đây luôn cho nó dễ, mọi người dễ theo. Rồi, thì nhiệm vụ của thằng kịch bản thu hút đó, đó là thu hút khách hàng vào bot. Thì ví dụ ở đây là một cái kịch bản thu hút này của mình làm này. Đấy, bạn có muốn xây dựng cho mình một hệ thống chatbot không nào? Đó, trời ơi, thu hút quá dễ. Hướng dẫn luôn, thực tế luôn. Đấy. Sau đó nó sẽ có cái nút là có hay không, cho nó vui. Đây. Có chứ, ok. Rồi, sau đó thì nó, cái gì đâu? Đấy, khóa học này dành cho bạn. Đấy, tiếp theo là gì? Hình ảnh. Đấy, sau đó là lại text. Đấy. Quá dễ. Đó. Đó là gì? Xem chương trình học. Xem chương trình học. Ok. Thì ai mà nhấn vào xem chương trình học á, thì nó sẽ chạy cái tiếp theo. Đây, chương trình học. Đó. Cái này thì một số cái phức tạp nữa. Nhưng mà sau này mình sẽ nói sau. Nếu ông nào ấn vào xem chương trình học thì ra cái text này. Đấy.
sau đó là nút đăng ký. Đăng ký, ok. Khi mà ấn nút đăng ký á, thì ra form. Có ai dễ phải không nào? Đấy, đăng ký thì nó chạy về cái này. À, thấy mờ là mọi người phải mở trên ứng dụng á. Chứ còn mọi người mở cái đường link, mọi người không mở chạy ở trên cái trang này này, hoặc mọi người vào cái trang draw này này thì nó mới lên full được. À, cái này em đã cài tự động là khi mà có mình đã đăng ký rồi không thể đăng ký lại được nữa. Nó còn lắm chuyện vậy nữa. Nó không cho đăng ký lại. Cái này thì nó sẽ phức tạp hơn một chút, nhưng mà đây. Đấy. Thì cái này là một cái form. Thì cái này thì chat view cũng không có, chúng ta phải sử dụng công cụ ngoài, nhưng mà em vẽ cái kịch bản vào cho mọi người dễ hình dung. Đấy. Điền form xong thì sẽ gửi xác nhận. Đấy. Đây. Đó. Đấy, khi mà điền form này, form xong này thì xác nhận và sẽ được gắn một cái thẻ. Gắn một cái tag, gắn thẻ này. Thì cái này mọi người sẽ hiểu ở đây nhé. Đây là mình gắn thẻ này, đã đăng ký form này. Để làm gì? Để mình biết là ai đã đăng ký form, ai chỉ xem nội dung. Ví dụ khi mà mọi người vào đây, mọi người xem xem cái nội dung học thôi này. Đây, ví dụ ở đây mình sẽ gắn thẻ là xem nội dung học thôi chẳng hạn. Rồi, cái này thì mình sẽ nói sau bởi vì nó hơi phức tạp hơn một chút. Đấy. Nếu mà đã đăng ký rồi nó sẽ không hiện cái đoạn ở dưới này nữa này. Phức tạp hơn. Thôi bỏ qua đây. Phức tạp quá bỏ qua đi. Rồi. Mọi người hiểu kịch bản thu hút không? Kịch bản thu hút là những cái gì mà chúng ta để dùng để thu hút khách hàng vào bot á. À, để cho mọi người dễ hình dung thì chúng ta sẽ có nhiều loại kịch bản thu hút. Ví dụ ở đây là cũng là một kịch bản thu hút của một khách hàng này. À, bên cái này là mình dùng cho khách hàng là bên bot bán hàng. Bên mình thì làm đa nền tảng, khách hàng dùng nền tảng nào thì mình sẽ dùng nền tảng đó cho khách hàng. Đây, kịch bản thu hút này. Đây nha, mình thử cho nó chạy nha. Này. Thì ở đây thì mình, ở đây là cái nhà hàng Đồng Xanh 2 ở dưới Cần Thơ. Đúng không ạ? Đấy. Thì khi mà họ thanh toán á, thì đây là một kịch bản thu hút nhá. Thì họ sẽ được quét một cái code ở ngay tại quầy thanh toán. Đấy. Và sau đó thì chatbot thì sẽ được giảm, được tặng một cái mã 50% thịt heo bắp luộc. Đấy. Đó. Như vậy. Thì đây là một kịch bản thu hút rất là đơn giản và họ chạy rất là hiệu quả. Bởi vì thông thường mọi người hiểu thế này nhá, nếu mà khách hàng họ đến ăn ở nhà hàng á, thì họ ăn xong thì họ về thôi. Và khi nào mà họ muốn ăn lại thì sao? Chả biết khi nào. Khi nào họ thích thì họ ăn lại thôi. Nhưng mà nếu mà mình đưa được họ vào con bot này á, thì mình sẽ tiến hành mình chăm sóc họ. Và khi nào mình có thể hướng dẫn họ nấu ăn. Nhưng mà thôi nấu ăn vất vả quá thì ra nhà hàng ăn đi. Hoặc là mình có món mới thì mình thông báo cho khách hàng được chẳng hạn. Thì đây là một kịch bản thu hút. Đấy.
Đấy, quét hỏi là ở khu nào để mình biết là cái khu vực ngồi của khách hàng. Sau đó là tặng mã giảm giá cho khách hàng. Thì cái này thì đây là cái mã đơn giản nhất. Còn nếu mà có loại mã nó nhảy cho từng khách hàng thì chúng ta lại phải làm cách khác. Nhưng mà đây là cái kịch bản đơn giản nhất. Và mình chỉ muốn mọi người làm được những cái chuyện mà nó đơn giản nhất thôi. Đơn giản nhất thôi là đã như thế này chẳng hạn. Đây thì nó đã điều khiển được, ví dụ như ở đây chẳng hạn, như khách hàng này của bên mình chẳng hạn, thì họ đã thu hút được vào bot bao nhiêu? 4.000 khách hàng rồi. Bây giờ ví dụ nhà hàng này chẳng hạn có một cái chương trình gì đấy, họ gửi bùm cho 4.000 khách hàng này, thì mọi người nghĩ là nó có đông không? Nó chỉ cần bao nhiêu? 5% à? 5% trong cái đám này là cũng đã khá khá tiền rồi, nếu mọi người muốn chăm sóc được tốt. Còn nếu mà không, nhà hàng không làm cái này á, hoặc là các cái quán ăn không làm cái này, các quán cà phê không làm cái này á, thì nó không 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 ấy được, không chủ động để mà chăm sóc cho khách hàng được, rất là phí, cực kỳ là phí luôn. Nó gọi là kịch bản thu hút nhá. Muốn thu hút ai thì chúng ta phải chọn đối tượng và chúng ta lập một cái để thu hút họ. Ví dụ bên cái này thì ít, nhưng mà cái Hồ Ngọc Cương thì bên mình làm khá nhiều kịch bản thu hút khách hàng. Nên là dạo này bận làm cho khách rồi, hàng của nhà không ai làm cả. Nó thật mọi người. Nhiều khi ấy, ví dụ đây là kịch bản thu hút này, mình tặng các cái cuốn ebook này. Đấy, ebook này. Đấy, nó là một cái kịch bản thu hút đấy. Đấy. Kịch bản thu hút này. Đây là một, cũng là một trong những kịch bản thu hút này. Đấy. Đây là kịch bản thu hút này. Ví dụ thu hút học viên cái khóa online chẳng hạn. Đấy. Đây là kịch bản thu hút, chúng ta sẽ lấy cái link này gửi cho họ chẳng hạn. Sau đó là sẽ được tự động chăm sóc. Nó gọi là kịch bản thu hút. Đây mọi người nhìn đây nhé. Là thu hút này, sau đó là tự động chăm sóc theo cái quy trình là BF Facebook online nóng 1 này, tức là học viên khóa Facebook nóng, tức đã mua khóa online. Bên mình có khóa về Facebook, khóa về chatbot apply online. Được không? Mọi người hiểu kịch bản thu hút không? Nếu mà hiểu kịch bản thu hút thì chúng ta hãy comment là ok nhá. Để chúng ta qua gọi là cái phần tiếp theo trong con bot nữa, đó là phần gì? Kịch bản trả lời tự động. Kịch bản trả lời tự động. Còn ai nữa không? Mọi người đi ngủ hết rồi. Thực chất thì cái chương trình học của mọi người đang hơi rất là nặng đấy. Đây, chúng ta cố gắng vậy bởi vì mình cũng muốn là chia sẻ nhiều hơn cho mọi người, nhưng mà cái thời gian của mình thì thật sự cũng không có nhiều để mà làm chương trình như thế này. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái thằng đó là phần. Cái này thì mọi người nhớ là mọi người vào đây bằng cái link này được nhá, cuongbich.com này, chatbot zero này. Đấy, nhận toàn bộ kịch bản luôn, kịch bản màu. Cái này mình đảm bảo là chưa từng có luôn. Kịch bản rồi. Kịch bản trả lời tự động. Lời tự động. Rồi, ai lại bật mic đây rồi. Rồi, kịch bản trả lời tự động là cái gì? Trả lời tự động thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Ví dụ đây là cái kịch bản trả lời tự động chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta sẽ phải làm bộ từ khóa. Được không? Đây này, nó thống kê này. Đấy, thì chúng ta sẽ phải làm bộ từ khóa. Đấy, ở đây nó báo là bao nhiêu lượt sử dụng luôn này. Đó, bật lên đây cho mọi người xem.
Cái này nó không có gì là kinh dị lắm. Cái này mờ là mọi người phải, chúng ta có thể zoom lên hoặc là phải mở bằng cái ứng dụng nhá thì mới được nhá. Còn hiện tại nó đang mở bằng mặc định bằng zoom nên nó mờ là đúng thôi. Đó, kịch bản trả lời tự động. Chưa? Thì chúng ta sẽ phải làm được đầu tiên là bộ từ khóa. Được không? Mọi người nhìn rõ được không? Đấy, bộ từ khóa này. Ở đâu, đi đâu, về đâu, địa chỉ ở đâu này. Đó. Xin chào, hello, rồi xin chào AD, rồi gì gì đấy. Nó gọi là kịch bản trả lời tự động. Tức là sao? Ví dụ chẳng hạn khi mà khách hàng hỏi câu là ở đâu chẳng hạn, thì nó sẽ chạy kịch bản gì? Nó sẽ chạy cái kịch bản là địa chỉ chẳng hạn. Đấy. Địa chỉ của quán là ví dụ vậy. Đấy, thì để làm gì? À, để khi mà khách hàng hỏi nó có cái từ khóa này này, nó chạy cái câu trả lời này. Đó, ví dụ đây là chị địa quán chẳng hạn. Nếu mà chúng ta làm bán hàng online á, đấy thì chúng ta sẽ rồi khuyến mãi chẳng hạn, cụm về khuyến mãi, rồi là cụm về ship chẳng hạn, thì thường nó sẽ có những câu hỏi chung vậy thôi. Rồi là câu trả lời về về sao nhỉ, tư vấn chẳng hạn, tư vấn chẳng hạn. Rồi nếu mà ăn uống thì nó lại có cái cụm về bảo quản. Đấy, ví dụ như là bảo quản tùy từng ngành hàng mà chúng ta sẽ làm cái này. Đấy, ví dụ đây là khuyến mãi chẳng hạn, thì chúng đưa chương trình khuyến mãi, được không? Nhưng mà chúng ta phải làm cái bộ từ khóa này. Bộ từ khóa này nó sẽ nằm ở từ cái chuyện mà khách hàng chat với chúng ta. Nó hỏi á, giao hàng không này, về ship này, hóa đơn này. Đấy, ví dụ như về hóa đơn này. Đây, nhà hàng thì nó sẽ có những cái như thế này. Hóa đơn chẳng hạn. Ok. Rồi là xin menu chẳng hạn. Menu. Đấy. Ví dụ một số khách hàng mà bên ăn uống á, thì khi nào xin menu, cho menu vậy là bot nó tự hiểu, nó tự đưa menu ra được. Đó. Server á, mọi người, cái hệ thống này thì cái thằng draw này thì nó tự server được. Và mọi người, tất nhiên là mọi người không có quyền sửa, nhưng mà mọi người có quyền đây này. Mọi người lưu về này. Đây này. Lưu về này. Đấy, hoặc là mọi người lưu lại này, lưu thành một cái file của mọi người để mọi người dùng của mọi người được. Còn tất nhiên thì em không thể cho mọi người quyền sửa file này được. Mỗi người sửa một ý rồi tùm lum nát toét cái này thì chết. Đó. Thấy chưa? Đó là kịch bản thu hút, kịch bản trả lời tự động. Rồi, chúng ta sẽ điểm qua cái những cái kịch bản mà có trong bot này. Kịch bản đón tiếp này. Kịch bản chăm sóc này. Kịch bản thu hút này. Và kịch bản trả lời tự động. Ngoài ra thì nó còn có một cái là menu bot này. Menu bot là cái thằng này mọi người này. Thì cái menu bot thì nó đơn giản đây. Đây là menu bot này. Đấy. Sản phẩm này, liên hệ dịch vụ này. Thằng này gọi là menu bot. Thì chúng ta cũng chuẩn bị là hiện tại thì sắp tới Facebook nó chỉ cho ba cái thế này thôi. Ngày xưa thì nó cho ấn vào nhiều, nhưng mà mình thấy cảm giác là trải nghiệm khách hàng nó không tốt nên là nó chỉ cho như vậy thôi. Như bên mình hiện tại nó chỉ có ba phần là sản phẩm, liên hệ dịch vụ chẳng hạn. Ví dụ vào sản phẩm thì nó ra sản phẩm chẳng hạn. Đấy, nó giới thiệu sản phẩm chẳng hạn.
Rồi. Đấy. Đây là các cái sản phẩm chẳng hạn. Đấy. Còn dịch vụ thì là dịch vụ. Được không? Rồi, bây giờ bài tập của mọi người đó là chúng ta phải về làm được cái kịch bản chăm sóc này này. Đấy. Và dành cho đối tượng đã mua thôi. Xong. Vậy thôi. Được chưa? Và mọi người sẽ làm thêm một cái file Excel nhá. Rồi. Và sẽ gửi lại ở trong cái bot cho mình á. Đã mua thôi, chỉ cần đã mua thôi. Và làm 1 2 3 3 4 5 cái bước là thôi nhiều lắm rồi. Đấy, đã mua đây. Đó. Thích thì làm thêm kịch bản thu hút nữa. Nói chung là mọi người mà làm nhiều thì mình sẽ xem qua cho. Thì để chúng ta chuẩn bị làm một con bot ở cái buổi thực hành. Nhưng mà chúng ta phải có kịch bản nhá, này này, kịch bản đón tiếp này. Đó, kịch bản chăm sóc này, kịch bản thu hút này, kịch bản trả lời tự động này. Cho cái menu vào đây luôn cho nó đủ bộ. Khỏi sau này thiếu. Menu bot. Menu bot ở đây. Muốn cài menu gì thì chuẩn bị dần đi. Menu bot. Đấy, menu. Muốn cài cái gì đây? À, được. Đấy, mọi người vào link này để lấy đây này. Đây, trời ơi. cungbich.com/chatbot0 này. Để tải về. Đây. Khi mà chúng ta mở cái này lên nhá thì chúng ta sẽ phải chọn cái chỗ này mọi người này. Nó sẽ hơi hơi mờ mờ á. Thì mọi người phải phải chọn đây này. Đây nó sẽ hiện lên tên này này. Đấy, chọn mở bằng công cụ này. Tìm cái công cụ này này. Draw.io này. Đấy, thì nó mở lên thì nó mới full được. Lên bằng máy tính. Học mọi người vào cái công cụ này này, draw.io này. Đó. Hoặc là mình sẽ gửi cái file qua bot cho mọi người cũng được. Sao? Nói chung là hướng dẫn hết nấc cho mọi người đó. Và mọi người để ý nhá, chúng ta tập trung vào cái phần chăm sóc là chính á, đừng có ham cái phần tự động này quá này. Về tự động thì tên bot thì thực sự ở đây nó chưa phải là AI đâu, nó chỉ là hỏi đáp theo từ khóa thôi. Vì nó hỏi đáp theo từ khóa nên là nhiều khi nó không được chính xác cho lắm. Với lại là mình cũng không thích tự động cho lắm. Tự động mà nó cứ trả lời mình, khách hàng cảm giác cái câu nó hơi cứng á, nên là mình cũng không khoái tự động, mình thích chăm sóc thôi. Bởi vì là sau một tuần mà mình hỏi chẳng hạn, xin chào em là Cương Bích chẳng hạn, thì không biết là mình nhận được sản phẩm hay chưa, thì khách hàng thực sự họ không biết là bot hay là người đâu. Thì nếu mà khách hàng mà nó chat lại thì mình sẽ trả lời tiếp. Tức là cái quan điểm của mình á, thì đó là dùng cả người và bot. Dùng cả người và bot. Chứ còn nếu mà dùng bot không á, thì nó ấy lắm. Ví dụ đây là dùng cả người và bot mọi người. Đây là dùng cả người và bot. Đấy. Ví dụ khách hàng mà trả lời hạn thì nhân viên nó sẽ nói chuyện tiếp. Đấy, khách hàng mà ấn tư vấn cho tôi thì nhân viên nói chuyện tiếp. Đấy, khách hàng mà nhấn tư vấn cho tôi thì nhân viên nói chuyện tiếp. Đấy, khách hàng nhấn không thì nó cứ hỏi tiếp. Nó hỏi giống như là người vậy á. Đó.
Thôi nhưng mà cái này thì nó hơi phức tạp, chúng ta quay về những cái mà mọi người có thể làm được. Đó. Kịch bản đón tiếp này, kịch bản chăm sóc này, kịch bản thu hút này, kịch bản trả lời tự động này, menu bot. Đó, đó là những cái thành phần chính của một con bot đó. Rồi, mọi người có câu hỏi gì không? Có câu hỏi gì thì câu hỏi gì mà liên quan đến những cái phần mà mình chia sẻ của buổi hôm nay nhé. Còn làm như thế nào á thì hẹn đến buổi thực hành. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người liên quan thực hành là làm thế nào để chúng ta đưa những cái phần mà chúng ta đã làm được, đã học được ở buổi 1 vào một cái con bot. Thì chúng ta sẽ ở cái buổi vào thứ 5. Rồi, còn cái link này thì mình sẽ gửi cho mọi người là cungbich.com/chatbot0 để mọi người có thể tải cái file này về và mở bằng cái thằng này, rao.io, hoặc là chúng ta có thể mở trực tiếp lên máy tính. Rồi, mọi người có câu hỏi gì nữa không? Nếu mà không có câu hỏi thì bây giờ nó cũng khá là muộn rồi, thì để cho mọi người ngủ á, thì mình xin phép được kết thúc cái chương trình ở đây. Một con bot hoàn thiện cập bản các kiểu thế này thì tùy, bên mình làm có nhiều cấp nên là mọi người có thể vào cái trang bigdigi.vn thì mọi người xem là cái con bot của mình nó nằm ở cấp độ nào. Vì nếu mà mọi người yêu cầu nó đơn giản thôi thì giá nó rẻ, mọi người yêu cầu phức tạp hơn với nhiều cái công cụ hỗ trợ hơn thì giá nó chi phí cao hơn. Thì nó có 3 mức, ở mức là đây chúng ta có 3 cái mức đây, thì mọi người đây, bên mình có 3 cái mức. Đó là gói cơ bản, gói Pro và một cái gói nữa thì cao hơn, gói VIP. Đó. Mình đóng gói lại như vậy. Còn cái gì nữa thì nếu mà ai quan tâm thì mọi người có thể là chat, mình có thể gửi cái báo giá chi tiết để gồm những cái công việc gì. Nhưng mà những cái phần ở đây thì mọi người hoàn toàn có thể là tự làm được rồi. Đấy. Đây là phần này mọi người tự làm được hết. Mình cũng muốn cho mọi người làm được. Còn có những cái công cụ mà mọi người không thể code được, ví dụ như là form, như là shop, như là game viral á, thì bên mình sẽ cung cấp cho mọi người, là cung cấp với giá là công cụ, mọi người tự xử lý. Không đuối lắm đâu, chỉ có làm nó hơi lâu thôi. Chẳng qua là ví dụ các đơn vị họ thuê thì bên mình làm nhiều rồi, có kinh nghiệm hơn thì tư vấn và triển khai cho họ nhanh hơn thôi, chứ còn nó cũng không nó không khó, nó lâu thôi. Ok, mọi người có câu hỏi gì để kịch bản thì phải làm theo sản phẩm của mọi người, nên là thực sự thì ở đây mọi người thấy cái bước làm kịch bản á, thì chúng ta sẽ có cái bước đó là đo lường và tối ưu, chứ còn không thể mà làm kịch bản một phát mà nó ăn ngay đâu. Thật sự nó là như vậy. Ví dụ chẳng hạn chúng ta sẽ thể đo lường lại này. Cái này thì nó đang bị lỗi của chất fill. Còn ở đây mọi người sẽ thấy các phần trăm về hiển thị này. Ví dụ như là ở đây là phía trên nó bị lỗi nhá. Còn ở đây chúng ta có thể xem này là 79% hay là bao nhiêu phần trăm, thì chúng ta sẽ biết là cái chăm sóc nào nó được nhiều người đọc, cái chăm sóc nào không được nhiều người đọc. Đấy. Ví dụ như thế này. Bữa trước mình làm cái giải mã viral á, thì đây cũng là một cái biện pháp thu hút. Đấy, thì mình tự nhiên mình có 900 data trong này. Đấy, thì mình gửi này. Đấy. Thì ít nhất cũng được 51% này và 6% click này. Mọi người thấy cái tỷ lệ phần trăm không? Đó. Thì sẽ có ebook là được 13% là cao nhất này. Seeding là mình cũng được 9% khách hàng này. 45% đọc là 126 người này. Thì mình chăm sóc và bên mình bán cái sản phẩm này. Seeding. Đấy. Cả facebook.net. Đấy, và khách hàng, đây là một cách để mình quảng cáo. Và như dịch vụ seeding này thì mình chỉ dùng bot để mình quảng cáo thôi. À, YouTube. Hả? Rồi, mọi người có câu hỏi gì nữa không? Nếu không có thì chúng ta về nhà làm bài tập, đó là chúng ta sẽ làm các cái kịch bản ở đây. Làm ở mức độ đơn giản thôi nhá, chứ không phải là làm phức tạp quá đâu.
phức tạp quá thì để sau này rồi làm. Bây giờ mình cần mọi người có một cái kịch bản để mọi mình hướng dẫn cho mọi người ráp lên bốt thì mọi người có thể ráp ngay được. Và khi mà mọi người ráp nó bị lỗi, mọi người có thể hỏi ngay mình được. Và đây là cái chương trình mình chia sẻ miễn phí nên là mình sẽ hỗ trợ mọi người trong cái lớp luôn. Chứ còn ngoài lớp thì từng người hỏi thì mình rất là không có nhiều thời gian để mình hỗ trợ như vậy được. Bây giờ ví dụ bây giờ mình đang có 35 người luôn để hỗ trợ mọi người luôn, đó mình dành 2 tiếng như vậy cho mọi người. À, đây. Ừ. Rồi, mọi người có câu hỏi gì cho cái buổi học hôm nay không? Đây là tất cả cái buổi học hôm nay. Mọi người có lấy cái slide này không? Quên mất, mọi người lấy slide này không? Đây nha. Đấy. Đây. Bập lịch luôn. Ồ, mạng hơi chậm. Rồi. Copy này. Và mình gửi đây luôn nhá. Đó, gửi link luôn. Đây, đúp link đây cho nó dễ. Đó. Mọi người có thể nếu không thấy chịu khó nhìn màn hình và gõ lại nhé, hoặc là mình sẽ bỏ trong này luôn này. Đây. 24. Đó. Rồi, mọi người vào cái cương bích .com xiệt chatbot zero là sẽ thấy được cái này. Thấy được cái này luôn nhá. Đó. Kịch bản chăm sóc. Đây, mọi người vào cái này nhá. Bích.com này. Xiệt này. Rồi. Ok. Nếu mọi người không có câu hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình tại đây và hẹn mọi người vào lúc là 8 giờ của ngày thứ 5. Cảm ơn anh Hân. Bốt hôm nay có thời gian ngồi nghe em Út nói chuyện. Rồi. Ok thôi thì thứ hai thì thứ năm thì mình sẽ gửi mình gửi cái Met ID cho mọi người luôn nhé. Bởi vì nếu không thì để qua thứ năm thì nó lại mình sẽ tạo luôn. Còn buổi 3 thì để xem thử buổi 2 mọi người đi học có đầy đủ không thì mình chia sẻ tiếp. Và mình sẽ học để xem nào. Vào ngày 11 lúc 8 giờ. Học trong 2 tiếng, dự tính như vậy. Rồi. Tự động ghi. Rồi, chúng ta có Met ID rồi nhá. Gửi đây mọi người đây luôn nhá. Để lỡ mà mình có thông báo hay là gì thì chúng ta có thể vào học ngay được luôn. Vào không thấy tài liệu. Tài liệu mọi người vào cái trang này này. Đấy. Còn cái slide thì là vào đây. Đấy, slide vào đây này. Đó. Slide đây này. Nếu không thì mọi người nhìn theo màn hình mà gõ, chịu khó nhìn theo màn hình mà gõ. Cái này nó không dễ gõ mà i7s e5q và cái thằng này thì chatbot zero thôi, nó dễ gõ. Ok. Thì hẹn mọi người thứ năm, chúng ta đã có Meet ID rồi này. Đây. Đấy. Dán vào đây luôn. Meet ID chẳng hạn. Meet ID
người học thứ 5. Yeah. Đây là tài liệu nhá. Đấy. Gõ đây luôn đấy thôi, phải các anh lại đi tìm khổ. Đây, đi này. Bix.com chatbot zero. Rồi để tải kịch bản nhá. Kịch bản mẫu. Rồi. Đây là để vào đây để làm gì? Tải Mimet. Rồi. À, thiếu chữ G á. À, quy G à, em coi. Chết. Không 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 có G, không có G. Vậy thôi, đầy đủ rồi. Zero, Met ID. Met ID rồi 842. Rồi, chuẩn rồi đó. À, Cương Bích đúng rồi. Sorry. Cương Bích. Rồi, ok. Hẹn mọi người ở thứ 5. Rồi. Bye mọi người nhá. Chúc mọi người làm tốt nhá. Rồi thứ 5 thì em sẽ bật cái chế độ phê duyệt. Đâm ra là ông nào mà chưa làm bài tập thì thôi, khỏi vào, khỏi vào lớp. Hôm nay là em đang bật chế độ là tất cả mọi người đều được vào lớp. Vì nếu mà chúng ta không có kịch bản thì chúng ta học cái phần kia rất là khó. Ok, xin chào cả nhà. Chương trình học xin phép kết thúc tại đây. Còn video thì để tùy coi tình hình mọi người như thế nào thì em tặng, mà không thì em giữ lại cho riêng em. Bây giờ ông nào cũng muốn là ngồi chơi mà xem lại thì sướng quá. Ok, xin chào tất cả nhà.